Chương 228, giây tiếp theo, Nam Tầm liền biết tại sao nhóc ăn mày này lại núp ở chuồng lợn nhăm nhe đoạt cơm với chúng nó, bởi vì bụng nàng đang lép xẹp, nếu không ăn chút gì ngay bây giờ thì đoán chừng sẽ lập tức chết đói. Mắt thấy máng cơm sắp bị mấy con lợn béo chén sạch, tiểu bác vội vàng nhắc nhở, ngươi còn không mau qua đó tranh cơm đi, đợi tí nữa đám lợn thực sự ăn hết thì cơ thể da vừa tìm cho ngươi sẽ chết đói mất. Nam Tầm, tiểu bác thân ái, có thể nhờ ngươi cuộn tròn lại rồi, lăn không? Tiểu Bác không lăng mà tiếp tục khuyên nhủ, để tìm được một cơ thể không bài trừ linh hồn của ngươi khó lắm đấy, ngươi đừng lãng phí nó. Nam tầm nhướng lông mày, cười khanh khách tiếp lời, đây không phải là chuyện quá đơn giản sao, ta nhớ rõ tiểu bác ngươi hình như có tích cốc đang nha, ăn một viên sẽ không đói bụng nữa, ngươi mau cho ta một viên. Tiểu Bác, không ngờ cũng có lúc trí nhớ của ngươi tốt như vậy, già không khỏi phải lau mắt nhìn ngươi đó, nhưng già cũng rất tiếc phải nói cho ngươi biết loại đang dược cấp thấp này da chỉ có một viên ở thế giới có ba ba lợi sâm kia cho ngươi ăn xong đã hết rồi nam tầm hơi nghi ngờ sao ngươi có thể chỉ có một viên tiểu bác bực mình sao da lại không thể chỉ có một viên nếu da có rất nhiều viên thì thế giới thứ nhất khi ngươi bị nhốt trong tẩm cung của yêu vương sắp chết đói da đã có thể thoải mái thưởng cho ngươi một viên còn có ở thế giới phó vũ ngươi cũng đã không cần phải tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn đến nhà hắn nếu không phải thế giới có ba ba xâm sâm kia thời điểm ngươi bị cầm tù là khi nhiệm vụ sắp hoàn thành một viên tích cốc đan duy nhất này của gia cũng không nở cho ngươi ăn đâu nam tầm được rồi nàng tin tích cốc đan chính là đang dược cấp thấp trong thế giới cấp cao tiểu bác từng khoe khoang mình là một con thần thú trời cao ra sao cho nên nó đúng là coi thường thứ này tiểu bác vậy ngươi có muốn ăn đồ ăn cho lợn không nam tầm trợn trắng mắt nhìn trời nàng xoa xoa cái bụng trống rỗng Giang nàng nhảy ra khỏi chuồng lợn, sau đó trịnh trọng gõ cửa một hộ nông gia. Nông phu một thân áo vải thô ra mở cửa, vừa thấy là một nhóc ăn mày thì lập tức muốn đóng cửa lại. Nam tầm liều chết bám chặt cánh cửa, đại thúc xin người rủ chút lòng thương xót, đã mấy ngày rồi cháu chưa có cơm ăn, lại tiếp tục như thế nữa sẽ chết mất. Cháu mà đói chết trước cửa nhà thúc thì đối với đứa nhỏ trong bụng thím cũng không phải chuyện tốt đâu. Vẻ mặt nông phu kia tức khắc như gặp phải quỷ, nhóc ăn mày này trước khi xin ăn lại còn nghe ngóng tình hình nhà bọn họ, đến việc nương tử hắn sắp sinh cũng biết. Nông phu vội vàng ném cho Nam tầm hai củ khoai nướng rồi đuổi đi như tống cổ ăn mày. Mà cũng đúng, hiện tại Nam tầm vốn chính là ăn mày, hơn nữa trong còn bẩn thiểu hơn mấy tên ăn mày khác, cả khuôn mặt nhỏ đều là bùn đen, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo thật của nàng. Nếu không phải tiểu bác nhiều lần bảo đảm nhóc ăn mày này mà tắm rửa sạch sẽ xong sẽ là một tiểu mỹ nhân, thì Nam Tầm đã định cứ như vậy đói chết luôn cho rồi. Sau khi Nam Tầm bắt được hai củ khoai nướng, cũng không vội ăn ngay. Nàng bóc vỏ, ung dung thông thả nhai kỹ nuốt chậm, đợi đến khi hai củ khoai lan trôi xuống bụng, cảm giác đói đến độ hai mắt tối sầm kệ bên lệ tử vong lúc trước đã không còn, Nam Tầm dần hồi phục sức lực, nguyên thân tên Lý Vân Đóa, tên thật tục. Nhưng Nam Tầm cảm thấy đặt cạnh mấy cái tên như hát đảng, nhị nha gì đó trong thôn này thì tên nàng đã vô cùng tao nhã. Vân Đoá là đám mây. Khi Lý Vân Đoá còn rất nhỏ, quê nhà nạn ở Bắc Vu Quốc xảy ra nạn hạn hán khiến mùa màng thất bát. Trên đường cha mẹ mang nàng chạy nạn tới Nam Vân Quốc lại gặp phải sơn tặc, bị sát hại. Nàng chỉ biết núp trong bụi cỏ trơ mắt nhìn cha mẹ bị bọn sơn tặc một đao chém chết, chút lương thực sóc lại trên người cũng bị bọn chúng cướp đi. Cô bé Lý Vân Đoá nho nhỏ dọc đường gặm rễ cây ăn cỏ dại, một mực dựa vào chấp niệm để đi đến quốc gia thịnh thế trong miệng cha mẹ Nam Vân Quốc nghe nói nam vân quốc đứng đầu tứ quốc hàng năm mưa thuận gió hòa chưa bao giờ gặp hạn hán hay lũ lụt đất nước hùng mạnh bá tánh giàu có mà hết thảy những điều này đều bởi nam vân quốc có một vị quốc sư thân phận tối cao chỉ đứng sau hoàng thượng cung mặt nhiễm đây là một nhân vật trời cao chẳng khác gì một vị thân hắn có vu lực cường đại có thể hô mưa gọi gió có thể tùy thời khiến trời đất điên đảo ngay cả hoàng thượng nam vân quốc cũng luôn lễ độ cung kính đối đãi với hắn nếu cung mặt nhiễm có giả tâm tạo phản hắn có thể dễ như trở bàn tay mà cướp đi ngôi vị hoàng đế bởi vì một câu hắn thuận miệng nói ra đều được bá tánh nam vân quốc coi như lời tiên đoán của thần tiên hắn chính là thần của nam vân quốc nam tầm tiếp nhận lời căn dặn của cha mẹ lý vân đoá trong lòng không khỏi tràn ngập sự hiếu kỳ với vị quốc sư đại nhân trâu bò này nếu vị quốc sư đại nhân quả thật lợi hại như lời người ta đồn đại có thể hô mưa gọi gió khiến trời đất điên đảo thì nam tầm nghi ngờ hắn biết dùng vu pháp mặc dù vu pháp bí thuật của gia tộc túy ly là đời đời lưu truyền nhưng nếu sử dụng nhiều lần ở thế giới cấp cao cũng sẽ giảm thọ chứ đừng nói tới loại thế giới trung cấp đến cả huyền khí cũng không có này không biết quốc sư đại nhân năm nay đã bao nhiêu cái xuân xanh mà cứ tiếp tục sử dụng vu thuật thường xuyên như vậy chỉ cần không cẩn thận một chút là chẳng mấy chốc sẽ ngõm củ tỏi thôi nam tầm một bên thầm thông cảm với vị quốc sư đại nhân được vạn người kính ngưỡng này một bên hỏi tiểu bác đại bốt phản diện trong thế giới này là ai thế có phải là hoàng tử phản nghịch gian thần hay hạt nhân của địch quốc không hạt nhân người hoàng thất nước địch bị đưa sang làm con tin tiểu bác thiếu chút nữa là biến ra một bàn tay để giơ ngón cái cho nàng trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú nam tầm không khách khí xua xua tay ngày thường đọc nhiều thoại bản tiểu bác bật cười ha hả xét thấy ngươi càng ngày càng thông minh lần này gia đã tìm cho ngươi một đại bốt siêu cấp trâu bò hắn chính là người đức cao vọng trọng xuất trần như tiên anh tuấn phi phạm được toàn thể nhân dân nam vân quốc tôn sùng là thần linh quốc sư đại nhân nam tầm tiểu bác à ngươi không nói đồ đúng không ngươi nói xem một tên ăn mày như ta thì phải làm sao mới tiếp cận được quốc sư đại nhân ngồi tít trên cao đây tiểu bác lập tức trả lời ta coi trọng ngươi nha nam tầm không còn muốn đánh tiểu bác thành bánh nữa vì hiện tại thân thú của nó đã biến về dáng vẻ con ngựa trắng trưởng thành tuy nhiên dùng kéo cắt xoẹt một đoạn chiếc đuôi ô xinh đẹp đó cũng không tệ muốn tiếp cận quốc sư đại nhân, đương nhiên là phải vào hoàn thành, nhưng do nam tầm đang mặc quần áo ăn mày nên nàng bị thị vệ gác cổng không chút nể tình chặn lại ngoài cửa. Tiểu bác, trong không gian của ngươi có quần áo không, lấy cho ta một bộ đi. Tiểu bác liền đờ mờ một tiếng, có phải ở thế giới trước ngươi bị A mãn nuôi thành độ lười biến rồi không, vẫn còn cho rằng chỉ cần há mồm là có cơm đưa đến miệng hả, cho dù da có quần áo, cũng là quần áo dệt từ tơ tầm tuyết thiên sơn, từ long phượng, rõ ràng không thuộc về thế giới này. Ngươi muốn thiên đạo chú ý tới hai chúng ta à? Ngươi muốn hại chết gia hả? Nam tầm cười xì một tiếng, tiểu bác đần, ngươi cho rằng sau khi ta sử dụng các loại bí thuật vu pháp của gia tộc túy ly, thiên đạo còn chưa phát hiện ra hai ta ư? Tiểu bác trung lẫy bẫy, có, có ý gì? Ngươi đừng làm ta sợ. Nam tầm nghiêm mặt nói, nếu đúng như lời ngươi nói, thứ vốn không nên có mặt trên đời lại bỗng dưng xuất hiện sẽ khiến thiên đạo chú ý. Vậy thì thế giới trước ta bày tụ linh trận suốt 10 năm mà ngươi còn cho rằng chưa thu hút nổi sự chú ý của thiên đạo hay sao? Tiểu bác hòa lên khóc, ta không tin. Nam tầm an ủi nó, không sao đâu, cũng không có gì mà, đừng sợ. Ta đã nhận ra một điều, chỉ cần không ảnh hưởng đến quỹ đạo của thế giới thì thiên đạo sẽ không quản mấy loại tiểu tốt như chúng ta đâu. Hơn nữa không phải ngươi cũng đã nói với ta, tộc hư không thú các ngươi được trời cưng nhất sao, thiên đạo xem ngươi như con, là ba ba làm sao mà nở diệt con mình. Tiểu bác nghe xong lời này thì lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nó vẫn không thể tin được rằng ba ba thiên đạo rất có khả năng đã sớm phát hiện ra nó và nam tầm, còn vẫn mắt nhắm mắt mở đối với cách làm của nó. Có điều tiểu bác chỉ cần ngẫm một chút liền hiểu, bởi vì việc nó làm cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Thiên đạo chỉ muốn mỗi thế giới được duy trì trong trạng thái cân bằng, nếu xuất hiện một vai đại bốt phản diện giá trị ác niệm 100 thì chắc chắn sẽ lập tức an bài khí vận tử đi tiêu diệt. Nhưng bây giờ đại bốt đã bị người khác lén tiêu trừ giá trị ác niệm, dùng phương thức khác để giúp thế giới được cân bằng. Cho dù quá trình có bất đồng thì kết quả vẫn giống nhau, hiển nhiên là nó sẽ không sao cả. Nam Tầm, ngươi nói xem, giữa gia và khí vận tử, thiên đạo sẽ chọn ai? Tiểu bác có chút mong chờ hỏi. Nam Tầm lập tức thỏa mãn nó, đương nhiên là ngươi rồi ngươi đã vài lần đoạt giá trị công đức từ khí vận tử rồi mà đâu thấy ba ba thiên đạo xử phạt ngươi tiểu bác cực kỳ cao hứng ngay sau đó liền cấp cho nam tầm một bộ y phục vải thô nam tầm quần áo dệt từ tầm tuyết thiên sơn và long phượng vừa nói đâu mà cho dù là dệt từ vải thô thì cũng có cần phải đắp thêm mấy vụn vải vào như vậy không tiểu bác giải thích ngươi hiện tại vẫn là ăn mày mà không thể quá ốc được ốc ô út ốc cha ra sơ lạc vai nam tầm tắm rửa sạch sẽ, ngồi bên bờ sông nhỏ soi bóng mình. Quả thật đúng là mỹ nhân tiềm năng nha, có điều bây giờ chỉ mới 13 tuổi chưa dậy thì xong. Nếu chờ tới khi nàng trưởng thành rồi thì còn không biết sẽ trở thành một đại mỹ nhân câu hồn nhiếp phách đến cỡ nào đây. Tiểu bác, sao ta lại cảm thấy đôi mắt này trời sinh câu hồn nhỉ? Ngươi xem, khóe mắt hơi xếp lên, tùy tiện liếc ai đó một cái thôi là lập tức như hút hồn người ta luôn ấy. Mắt phượng, kha kha, bằng không ngươi cho rằng vì sao gia lại chọn một nhóc ăn mày. Hiện tại tiểu bác vô cùng khoe khoang, ở nguyên thế giới, sau này Lý Vân Đoá chính là hoa khôi đầu bản của thanh lâu đệ nhất hoàn thành Nam Vân Quốc, túy nguyệt lâu đó. Sau lại, khủ sau lại bị thất hoàng tử Đông Lâm Quốc thu mua thành người của hắn, chuyên phụ trách tìm hiểu tin tức ở Nam Vân Quốc. Cuối cùng nàng bị đại bốt hạ cổ độc, chịu đựng vạn trùng cắn nuốt trái tim, thật sự là chịu không nổi đau đớn đó nữa liền một đau thọc chết chính mình. Nam Tầm, thật thảm sự thật chứng minh không có năng lực thì cũng đừng ham hố nếu không sẽ chết rất thảm không phải ai cũng có vốn liếng để đối nghịch với đại bốt đâu thay quần áo xong rửa mặt chải đầu sạch sẽ rốt cuộc nam tầm đã có thể thành công tiến vào hoàn thành bây giờ nam vân quốc đang mở rộng cửa thành hoàn nghênh dân chúng các quốc gia tới để du lịch hoặc làm ăn buôn bán nếu không phải vậy thì nam tầm cũng chẳng thể vào được đã vào được kinh thành rồi nhưng mối quan tâm hàng đầu của nam tầm vẫn là no bụng nàng nay gầy khô như que củi thế này xin vào khách điếm bưng mâm thôi chắc người ta cũng chẳng thèm khách điếm nhà trọ tiểu bác lập tức mách nước ngươi có thể đến thanh lâu bưng trà đưa nước nha ngươi là một tiểu mỹ nhân mà tú bà nhất định sẽ thu ngươi nam tầm khinh thường trợn trắng mắt xong chờ bà ta nuôi lớn rồi mang ra thịt hả nam tầm một bên rối rắm làm thế nào kiếm sống một bên đánh giá đường phố nam vân quốc nàng chưa từng thấy ba quốc gia khác nên không thể so sánh được nhưng phố xá của Nam Vân Quốc thực sự rất phồn hoa, rất náo nhiệt, các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dòng người tấp nập. Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ rõ là người ngoại tới, song dân chúng Nam Vân Quốc cũng không lấy gì làm lạ. Tiểu nha đầu từ nơi khác tới a. À. Một đại thẩm bán trống bỏi lên tiếng, bộ dạng khá thân thiện, hiền lành. Trống bỏi, trống nhỏ bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi lắc nhanh. Nam Tầm đưa mắt nhìn sang, phụ nhân này tầm 40 tuổi, tướng mạo không tội, là người đàng hoàng. Phụ nhân, phụ nữ đã có chồng, đại thẩm, cháu từ nông thôn Bắc Vu Quốc đến nhờ cậy thân thích, nghe nói Nam Vân Quốc phụng vinh giàu mạnh, hôm nay mới thấy quả thực là như vậy. Cháu còn chưa hiểu phong tục con người nơi đây, để không đụng chạm người khác, đại thẩm có thể nói sơ qua một ít cho cháu được không? Thấy Nam Tầm có vẻ ngoan ngoãn xinh đẹp, lời nói lại làm người khác yêu thích, đại thẩm liền cười vẫy vẫy tay với nàng ý bảo nàng đến gần một chút nam tầm đi đến trước sạp của bà lắc lắc một cái trống bỏi tiếng tùng 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 vang lên rất thú vị đại thẩm kia cười ha hả nhà đầu nông thôn bắc vu quốc của con không thể mang ra so với hoàn thành này đương nhiên là có chút quy củ cần tuân theo nhưng con cũng không cần quá mức câu nệ có quốc sư đại nhân của chúng ta ở đây bá tánh sẽ không nhặt của rơi đêm ngủ không cần đóng cửa đường phố cũng không xuất hiện ác bá cường đoạt dân nữ gì đó nam tầm vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ mà cảm thán quốc sư đại nhân thật lợi hại đại thẩm cảm thấy có chung vinh dự càng thêm thân thiện với nàng nhà đầu con lại gặp đúng ngày lành nghe nói hôm nay quốc sư đại nhân muốn ra ngoài du hành một chuyến con sẽ có cơ hội nhìn thấy kiệu của ngài con xem khách điếm hai bên đường đi toàn bộ lầu hai đều đã được người ta đặt kín chỗ hết rồi tất cả là vì chiêm ngưỡng phong thái của quốc sư đại nhân đấy nam tầm ngước lên nhìn hàng quán hai bên đường quả nhiên bất kể là trà lâu hay khách điếm thì cũng đều đã chật cứng người. Đại thẩm nhắc nhở, nhà đầu con hãy nhớ kỹ, khi kiểu quốc sư đại nhân đi ngang qua nhất định phải thành kính nghênh đón, ngàn vạn lần không được ngẩng đầu nhìn. Nếu dám khinh nhờn ngài, kết cục tất thê thảm, sẽ phải chịu thần linh nguyền rủa. Nam tầm vân vân gật đầu mấy cái, cảm thấy dân chúng Nam vân quốc quả nhiên đều đã bị quốc sư tẩy não. Nàng tưởng rằng quốc sư đại nhân sẽ truyền bá thần lực hay tiên thuật gì đó, nhưng không ngờ bá tánh Nam Vân Quốc đều biết quốc sư đại nhân am hiểu chính là vu pháp và cổ thuật. Họ không những không cảm thấy sợ hãi, mà thậm chí còn tôn sùng chuyện này. Nghe đồn có người từng xúc phạm quốc sư đại nhân, sau đó cả nhà liền chết không được tử tế. Đối với việc này bá tánh lại vỗ tay khen ngợi, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Trong mắt bá tánh Nam Vân Quốc, mạo phạm quốc sư đại nhân thì chết là đáng đời. Ô, nơi xa xa đột nhiên vang lên một tiếng kèn hiệu dài, dần chúng xung quanh vừa nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, ngay cả vẻ mặt của vị đại thẩm ăn nói dõng dạc khi nãy cũng chấn động. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, thái độ kính sợ. mới qua một cái nháy mắt, xung quanh đã trở nên lặng nhắc như tờ, chỉ có thể nghe tiếng hít thở gấp gáp bởi vì quá kích động của bá tánh. Nam tầm vội vàng chui vào trong đám người, ỷ vào thân hình nhỏ bé mà Quan Minh chính đại nhìn về phía đường phố qua kẻ hở giữa hai người phía trước, chỉ thấy xa xa một đội ngũ cực dài có bốn hàng đại nội thị vệ mang bội đao đi ở vòng ngoại, đầu ngẩng cao rảo bước về phía bên này. Đi phía trong, có gần hai mươi nam tử trẻ tuổi đứng quanh một cổ kiệu tám người nâng ở giữa, trong tay hoặc bưng chén cổ trùng mắt nhìn thẳng, hoặc cầm cỏ lá dài nhúng nước trong bình vẫy về bốn phía. Nam tầm, làm màu đến độ thế này thì đúng là có một không hai. Mấy nam tử trẻ tuổi mặc đoạn bào thuần trắng thúc eo đứng xung quanh kiệu liễn hẳn là đệ tử của mặt nhiễm đường. Khuôn mặt của họ đều vô cảm, hay có thể nói là biểu cảm lạnh lùng, làm cho người khác không dám tiếp cận. Chiếc kiệu tám người nâng ở giữa dùng tơ lụa trắng che đỉnh, trên đỉnh gắn một viên dạ minh châu cực lớn tỏa sáng lung linh. Bốn góc kiệu đều đính một viên hồng ngọc, còn có tua dài rủ xuống hết sức xa hoa. Chiếc rèm ở lối vào là một tầng lụa trắng dùng để ngăn chặn phong cảnh bên trong, nhưng vẫn khiến người bên ngoài nhìn được một bóng dáng mờ ảo xuyên qua đó. Màu trắng quả nhiên là chân ái của mấy kẻ thích trang bức mà quốc sư đại nhân thật giống một tiểu yêu tinh chỉ cho người ta thấy mơ hồ bóng dáng lại không thể thấy được khuôn mặt thật nhưng như vậy càng gợi lên lòng hiếu kỳ nhiều hơn ngay lúc đội ngũ đến gần bá tánh xung quanh càng thêm cung kính hạ thấp người cúi đầu gắt gao vẻ mặt đều là kính sợ nam tầm tắm tắt hai tiếng trong lòng cảnh tượng lão hoàng đế của nam vân quốc đi du hành cùng lắm chắc cũng chỉ như vậy thôi cổ kiệu tám người nâng xa hoa đến thật sự khoa trương không biết Nam Vân quốc này như thế nào nhưng dù sao ở ba quốc gia còn lại, chỉ có vua của một nước mới có tư cách ngồi kiểu tám người khiên. Nếu ai dám ngồi kiểu tám người khiên thì đó chính là tội lớn phải bị tru di cửu tộc. Độ phô trương của vị quốc sư đại nhân này hiển nhiên đã sánh ngang quốc quân Nam Vân quốc, nhưng từ phản ứng của bá tánh thì dường như chuyện này lại rất bình thường. Quốc quân, nhà vua. Một trận gió thổi qua, nhấc lên tấm rèm mỏng bằng lụa trắng nam tầm lập tức trừng lớn mắt nhìn qua khe hở vào bên trong nàng thấy được hai cánh môi mỏng hồng nhuận đôi môi kia hơi miến thành một đường thẳng tắp thoạt nhìn không có bất kỳ cảm xúc cũng không biết là loại đạm mạc vô tranh hay là loại bạc tình không coi ai ra gì chỉ là nhìn thoáng qua nhưng nam tầm đã có thể tưởng tượng ra người nọ tuyệt đại phong hoa cỡ nào rồi vị quốc sư đại nhân này nhất định không hề già hơn nửa tuổi còn rất trẻ tiểu bác quốc sư đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi nam tầm hỏi tiểu bác tiểu bác thần bí cười ha hả cái này à gia tạm thời sẽ không nói cho ngươi sợ dọa chết ngươi mất nam tầm tiểu bác không nói cho nàng thường sẽ có hai khả năng một là vị quốc sư đại nhân này trẻ đến không ngờ hai là quốc sư đại nhân này già đến không tưởng được nam tầm quyết đoán cho rằng trước mắt vẫn nên không biết mới tốt đội ngũ khoa trương đã chậm rãi đi đến chỗ nam tầm nhưng vào lúc này bóng người trong tấm rèm trắng hình như làm động tác gì đó tốc độ đội ngũ lập tức dần chậm lại. Không biết có phải ảo giác hay không mà Nam Tầm cảm thấy bóng người bên trong rèm bỗng quay đầu nhìn về phía mình, còn nhìn một lúc lâu. Nam Tầm theo bản năng ngó quanh bốn phía, lại không phát hiện ra người nào đặc biệt. Chẳng lẽ quốc sư đại nhân này cách một tấm rèm cũng có thể nhận ra mình đang trộm ngắm hắn? Nam Tầm vội hỏi tiểu bác, quốc sư đại nhân đang nhìn ta phải không? Tiểu bác nói, ra cho ngươi mượn đôi tuệ nhãn, tự mình nhìn đi. Tuệ nhãn, mắt sáng, nghĩa đen, tinh tường, sáng suốt, nghĩa bóng, nam tầm. Giây tiếp theo, nam tầm tức khắc cảm thấy năm thức được phóng đại trong nháy mắt, tiếng hít thở và tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong tai, các loại mùi hương hỗn tạp tràn ngập lỗ mũi, đặc biệt là mùi mồ hôi của nam nhân, hung đến lỗ mũi nàng muốn hỏng mất. Nam tầm nhìn vào trong kiệu qua khe hở giữa đám người. Lúc này nàng quả nhiên đã thấy được ánh mắt trong kiệu đang nhìn mình. Mặc dù cách một tầng lụa che, thế nhưng nàng vẫn cảm giác được hơi thở quỷ dị của bóng người nọ. Nàng rất chắc chắn, người vừa rồi bị cặp mắt đó nhìn chầm chầm chính là mình. Nam tầm thầm run rẩy trong lòng. Người này hẳn là mắt mọc đầy đầu đi, nếu không thì sao nàng đã nấp kỹ như thế mà còn có thể phát hiện ra được. Để xác nhận cảm giác này là đúng, nam tầm lại từ từ nâng mắt lên, dò xét nhìn về phía tấm màn buông. Bởi vì cảm quan và thị giác đã được phóng đại mấy lần, cho nên mặc dù không nhìn thấy được cảnh tượng sau rèm thì nam tầm vẫn có thể thông qua tầm mắt chuẩn xác mà bắt được cặp mắt kia. Nàng vừa nhấc đầu, lập tức chạm phải ánh mắt hờ hững không gần sống trong kiệu. Trong phút chốc, chấp giật đùng đùng, ánh lửa xoẹt xoẹt bắn ra khắp nơi. Rất nhanh, nam tầm đưa ra được kết luận, người này, nguy hiểm. Nam tầm vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn không được nuốt nước miếng. Người trong rèm cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt, bóng người không còn động đậy nữa, tự như một vị Phật được cung phụng, như một vật chết không biết động, lại một trận gió nữa thổi tới, rèm bị sốc lên một góc. Đôi môi mỏng hồng hào trong lúc lơ đãng lần nữa khắc sâu vào mắt Nam Tầm. Nam Tầm vừa lúc quét thấy đôi môi đó đang nhếch lên một vòng cung, rất nhạt, cũng rất quỷ mị, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác mau cốt tủng thiên. Mau cốt tủng thiên, lông tóc dựng đứng, cho đến khi đội ngũ đã đi xa, trong lòng Nam Tầm vẫn còn chút e ngại. Tiểu bác thu lại tuệ nhãn của mình, cười hắc hắc nói, thế nào? Cảm nhận được rồi đi. Quốc sư đại nhân có phải là soái nước trời cao không? Nam tầm, ta chỉ phóng đại năm thức, cũng không phải biến thành mắt thấu thị, làm sao biết được quốc sư đại nhân này có soái nước trời cao hay không? Chỉ là, ta có thể cảm nhận được quanh thân người này tản ra một loại hơi thở vô cùng quỷ dị. Ta tự hồ ngửi thấy được, mùi vị tử vong, tiểu bác không phát biểu ý kiến, nó có chút hối hận khi giúp nam tầm mở năm thức có một số việc không cho nàng biết sẽ tốt hơn, ít nhất là bây giờ còn chưa được. Nam Tầm không tiếp tục đề tài vừa rồi, điều này làm Tiểu Bác lén thở phào nhẹ nhõm. Nó thiếu chút tưởng rằng đã bị đối phương phát hiện. Nam Tầm hiện tại đang bị chuyện khác hút đi lực chú ý, nàng tò mò hỏi, "Tiểu Bác, Nam Vân quốc này thật kỳ quái, quốc sư đại nhân đi dạo phố mang theo người còn có thể so với cả hoàng thượng, không, này tuyệt đối là vượt qua cả hoàng thượng." "Ngươi nói xem, trong lòng quốc quân của nam vân quốc không phản cảm sao thật sự không sợ quốc sư đại nhân này đoạt nam vân quốc của ông ta à nếu đổi lại là ta ta chắc chắn sẽ đề phòng không có lý nào lại mặc kệ thế lực như vậy tiếp tục mở rộng hai mắt nam tầm vẫn còn nhìn về hướng cổ kiệu biến mất trong lòng sinh ra hàng đống câu hỏi con cháu hoàng tộc của quốc gia nào mà không minh tranh ám đấu công chúa hoàng tử nam vân quốc nhiều như vậy thật sự không ngại quốc sư đại nhân chiếm nổi bật của bọn họ ư không chỉ có quốc sư đại nhân đệ tử trong mặt nhiễm đường cũng có địa vị cực cao. Bá tánh nghe đến thanh danh của mặt nhiễm đường còn muốn tôn kính hơn khi nghe tục danh của con cháu hoàng thất nữa. Tiểu bác khó được thấy nam tầm không lười biến mà tình nguyện động não, cảm giác vui mừng sâu sắc, liền chủ động giải thích, mặt nhiễm đường của Nam Vân Quốc này là một tồn tại rất đặc thù. Mặt nhiễm đường là tự hắn sáng lập, đệ tử trong đó đều được chân truyền từ hắn, mỗi người đều phải biết vu thuật và cổ thuật, có điều, Tuy rằng năng lực của bọn họ cường đại một cách tà hồ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không sinh ra dị tâm với hoàng thất. Đây cũng là nguyên nhân đời đời quốc quân tôn kính quốc sư cung mặt nhiễm. Mắt nam tầm trợn tròn, từ từ. Đời đời quốc quân. Vì quốc sư đại nhân này rốt cục là phụ tá mấy đời quốc quân rồi, tiểu bác, đơ mờ, miệng không cẩn thận để lộ mất rồi, bài đề tây lâm bích, hoành khang thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lưu sơn chân diện mục chỉ duyên thân tại thử sơn trung, dịch nghĩa, nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn, cao thấp xa gần sẽ khác ngay, hình dáng lưu sơn không thấy thật, chỉ vì thân giữa núi non này, đối mặt với nam tầm ép hỏi, tiểu bác rất bình tĩnh trả lời, bắt đầu từ đời thứ hai cho đến bây giờ. Nam tầm há miệng thở dốc, vô cùng kinh ngạc, Nam Vân Quốc có từ khi nào, ít nhất cũng phải mấy trăm năm đi, tiểu bác tiếp tục bình tĩnh. Từ lúc Đại Chu Quốc Thống Nhất Thiên Hạ bị chia ra thành Bắc Vu Quốc, Nam Vân Quốc, Tây mạc quốc, đông lâm quốc như bây giờ thì đã qua, không ít năm, Nam Vân quốc tổng cộng cũng đã đổi 10 đời quốc quân rồi. Nam Tầm coi như mỗi quốc quân trị vì 30 năm thì chín đời quốc quân nghĩa là đã 270 năm. Nam Tầm cảm thấy cả người đều không khỏe, tiểu bác thầm than một tiếng, thân thú cũng có chút không khỏe. Vốn muốn giữ bí mật một thời gian chờ Nam Tầm tự mình phát hiện, kết quả bây giờ nó lại không cẩn thận tự mình nói ra mất. Ngươi đừng nói với ta quốc sư đại nhân thật ra là một ông già nha nam tầm thấy nó không chịu hé răng liền rống lên con bà nó tiểu bác ngươi vậy mà dám để ta đi công lược một lão quái vật cái gọi là tương thân tương ái đâu tiểu bác đột nhiên điếc tai tỏ vẻ không nghe thấy sau đó tiếp tục bình tĩnh vậy rốt cuộc ngươi có muốn nghe tiếp không nam tầm biểu môi nhả ra một chữ từ trong kẻ răng muốn tiểu bác giải thích mặt nhiễm đường của nam vân quốc đã có từ rất lâu rồi vào lúc quốc sư phụ tá quốc quân đời thứ hai thì thành lập, nhưng cuối cùng nhiều năm như vậy hắn tổng cộng chỉ mới thu 18 đệ tử, mỗi một thế hệ thu hai người. Chính là những người trẻ tuổi mặc đoạn bào trắng dạo phố hôm nay người thấy đó, quốc quân đời thứ hai thời trẻ là người tầm thường nhất trong các hoàng tử, nhưng dưới sự trợ giúp của quốc sư cung mặt nhiễm, ông ta đã thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế, quốc sư cũng vì vậy mà được quốc quân trọng dụng. Vị quốc quân kia khi tại vị vô cùng yêu dân, lại siêng năng chính sử, bách tính kính yêu sâu sắc, nhưng cùng lúc đó, địa vị của quốc sư cung mặt nhiễm được đa càng ngày càng cao. Rồi rốt cuộc cũng có người tấu lên hoàng thượng, nói rằng quốc sư đại nhân công cao cái chủ, hơn nữa còn sử dụng thuật vu cổ, không nên lưu lại tai họa cho con cháu, đề nghị hãy âm thầm trừ bỏ. Quốc quân kia vẫn tính là một thánh minh quân, không lập tức nghe theo đề nghị của người nọ. Về sau, văn võ bá quan cả triều bắt đầu đồng loạt dân tấu, thậm chí có đại thần lấy cái chết ra để can gián quốc sư đại nhân biết được chuyện này liền lấy máu thề rằng hắn và các đệ tử mặc nhiễm đường vĩnh viễn không được mơ tới vị trí quốc quân của nam vân quốc mà sẽ giúp đỡ quốc quân các đời bảo hộ tốt quốc gia này nếu làm trái lời thề này tất phải chịu thất khiếu đổ máu mà chết thất khiếu bảy lỗ trên mặt hai mũi hai tai hai mắt và miệng chật quốc sư đại nhân là một người có năng lực siêu quận nha quyết thể hắn tự mình lập ra vô cùng lợi hại hoàn toàn trói buộc chính hắn và những đệ tử có tà tâm của mặt nhiễm đường nghe xong chân tướng từ miệng tiểu bác nam tầm không còn lời nào để nói chỉ muốn dựng ngón tay cái với đại bốt quốc sư ngài thật quá lợi hại vì ngăn chặn sự nghi kỵ của quốc quân nam vân quốc các đời mà có thể trực tiếp hạ độc chú với bản thân phần can đảm này thật tuyệt cho đến khi đội ngũ khoa trương dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người hoàn toàn không thấy được đuôi nữa bá tánh hai bên đường mới đứng thẳng người lên khẽ xì xào bàn tán thật sự là kiệu liễn của quốc sư đại nhân nha cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy rồi không uổng công ta sáng sớm đã chờ ở đây một vị đại gia nói giọng điệu kích động không thôi đại gia ngươi còn chưa nhìn được dáng vẻ của quốc sư đại nhân đâu vừa rồi trong lúc vô tình ngẩng đầu có gió thổi làm rèm mở ra ta vừa đúng lúc thấy được tiên dung của quốc sư đại nhân đó ngài còn cười với ta nữa trời ạ à, quốc sư đại nhân quả thực là phong hoa tuyệt đại tuyệt thế vô song còn đẹp gấp trăm lần tiểu quan đầu bản ở thanh lâu mà ta từng gặp một nam nhân bộ dạng đáng khinh bên cạnh bị vẻ đẹp làm choáng ngợp liếm liếm môi tiên dung nhan sắc của tiên ý chỉ quốc sư của chúng ta đẹp như tiên đó tiểu quan thanh lâu bằng kỹ nữ giới tính nam đồ khốn khiếp ngươi lại dám so sánh quốc sư đại nhân với tiểu quan thanh lâu cũng không sợ mạo phạm đến quốc sư đại nhân sao cẩn thận trong nhà gặp tai họa đấy Đại gia kia phẫn nộ quát, vị thần trong lòng mình bị mạo phạm làm hắn giận dữ không thôi, gã bị ối hứa một tiếng, quay đầu rời đi, hiển nhiên là không thèm để bụng đến vị đại gia và mấy câu cảnh cáo về lời nguyền rủa, còn đang đắc chí vì rình coi được tôn dung của quốc sư đại nhân. À, cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết, nam tầm cả kinh, nghe tiếng nhìn qua. Vừa nhìn, đồng tử của nàng lập tức coi rụt lại, là cổ độc, trời ạ, à, người này vừa rồi còn bình thường mà sao lại chết bất ngờ như thế được một người bị dọa đến không nhẹ bên cạnh nói hắn ta vừa rồi nói mấy lời ô uế mạo phạm quốc sư đại nhân cho nên mới bị trừng phạt vị đại gia lúc trước giải thích trong mắt xoẹt qua một tia sùng bái nóng rực thì ra là như vậy vậy thì chết cũng đáng gã đàn ông đáng khinh lúc trước vừa so sánh quốc sư đại nhân với tiểu quan hiện giờ đang miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất cả người co giật chỉ trong chốc lát đã tắt thở hoàn toàn tiểu tử này mạo phạm quốc sư đại nhân chết còn chưa hết tội. Mọi người mau mau cách xa người này một chút, đừng để hắn liên lụy, không biết là ai hô lên, mọi người đang vây xung quanh lập tức bỏ đi thật xa, có người còn ngại người chết đen đuổi mà ném lá cải úa và trứng thối trong tay vào thi thể. Sau khi chết, quanh thân nam đáng kinh tản ra mùi hôi, hơn nữa mùi trứng thối và lá cải úa còn lẫn vào trong đó, càng thêm nhức mũi. Nam tầm bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, trái tim lập tức nhảy lên thình thịch, thật dọa người nếu là bởi vì người này vừa rồi dám nhìn thẳng tôn dung của quốc sư đại nhân. Chính mình cũng nhìn thẳng hắn, vậy chẳng phải cũng mạo phạm hắn, tiểu bác, ngươi nói vì sao hắn không giết ta. Ta vừa rồi cũng nhìn hắn, còn thấy được hai cánh môi mỏng xinh đẹp kia nữa. Có phải vì ta không nói bậy hay không, nguy hiểm thật, may là bảo bảo chỉ mắng lão quái vật trong lòng, tiểu bác, lúc này rồi mà ngươi còn không quên đánh giá cánh môi của người ta, da thật là bội phục ngươi hắn không giết ngươi không phải là bởi vì ngươi không mắng hắn, mà là vì hắn cảm thấy ngươi ngu ngốc, ngươi ngu ngốc như thế thì không cần tự mình động thủ. Nói không chắc đợi lát nữa quốc sư đại nhân sẽ phái một tên tiểu đồ để đến lấy cái mạng chó của ngươi đấy. Nam tầm trận trắng mắt nhìn trời, ngươi mới ngu ngốc. Hắn không giết ta là bởi vì ánh mắt ta đơn thuần vô hại, không mang theo chút ý nghĩ xấu xa nào, nhưng vừa rồi người nọ không giống vậy, gã không chỉ nói bậy về quốc sư đại nhân mà còn dùng ánh mắt dâm tà làm nhục quốc sư đại nhân. Tiểu bác, người biết còn hỏi ta. Nam tầm, ta chính là muốn nhìn xem sau khi trưởng thành ngươi có thông minh lên không. Kết quả là không có, ai, thật làm ta thất vọng quá. Tiểu bác, có điều lại nói, thuật vu cổ của vị quốc sư đại nhân này thật lợi hại. Vu thuật bình thường đều cần ít nhất một sợi tóc hoặc một giọt máu làm đường dẫn, cổ thuật cũng cần một cơ hội để gieo cổ trùng nhưng là vừa rồi ta không nhìn thấy hắn vén rèm lên cũng không biết cổ độc kia là hạ lúc nào tiểu bác hắc hắc một tiếng cho nên quốc như đại nhân thật trâu bò ha ngươi có phải đang rất hưng phấn rất kích động hay không lần này ta đã tìm cho ngươi một đại bốt lợi hại như vậy đó nam tầm trực tiếp làm mặt chết có điều hắn là một ông già tiểu bác ây da người ta tâm già nhưng thân không già nha trông còn rất soái mà nam tầm thang vậy là tâm hồn ta sắp phải hứng chịu tổn thương nghiêm trọng rồi, thật muốn nghỉ phép tiếp quá đi. Tiểu bác vừa nghe được lời này liền lập tức xù lông, gia nói cho ngươi biết, đừng có được voi đòi tiên nhá. Mau vực tinh thần làm việc cho gia, đã hai thế giới không lấy được công đức rồi, thế giới này không thể lại sống uổng phí nữa. Nam tầm nghe xong cũng cảm thấy rất xin lỗi tiểu bác, để cảm ơn tiểu bác đã cho nàng nghỉ phép lâu như vậy, thế giới này cũng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Úc Ụt, bụng lại kêu. Nam Tầm giật mình, vuốt vuốt cái bụng nhỏ nói, "Thân thể này là đồ tham ăn à, sao nhanh như vậy đã đói bụng rồi?" Tiểu Bác có chút ngượng ngùng khụ một tiếng, trả lời, "Thật ra, thân thể này của ngươi là cái thùng cơm." Nam Tầm nghe được hai chữ thùng cơm, khóe miệng giật giật, "Ta thật sự rất tò mò, cô bé Lý Vân Đoá này trên đường đều gặm rau dại và rễ cây, rốt cuộc phải gặm bao nhiêu mới không bị đói chết?" Tiểu Bác, "Không biết nữa, dù sao thì nàng ta cũng là một cái thùng cơm vô cùng ghê gớm." Nam Tâm, trước mắt tạm thời không có cách nào để tiếp cận quốc sư đại nhân, vì vậy Nam Tâm quyết định giải quyết vấn đề mưu sinh của mình trước. Sau khi hỏi thăm N khách điếm, rốt cuộc cũng có một khách điếm nhỏ nhận nàng làm mấy việc lao động chân tay như rửa chén, lau bàn. Nam Tâm cũng không có yêu cầu gì, bao nạn ăn ở là được. Nam Tâm vốn ông dự định làm việc lâu dài, cho nên luôn làm nhiều nói ít, làm đến cực kỳ hăng say. Nào ngờ còn chưa làm được một tuần, lão bản đã nói với nàng mấy lời thấm thía vân đoá này đại thúc dù sao cũng chỉ làm buôn bán nhỏ khách nhân tới ăn cơm mỗi ngày chỉ có ngần ấy nhưng lượng cơm ngươi ăn thật sự là quá lớn thúc thật sự cung không nổi nam tầm đại thúc ta có thể ăn ít lại một chút nam tầm tội nghiệp nhìn ông đại thúc nhìn lãng qua chỗ khác nói đầy vô tình ăn không đủ no làm sao có sức làm việc ta cho ngươi một ít bạc vụn ngươi vẫn là mau đi chỗ khác tìm việc đi. Nam Tâm cảm thấy chua xót thay cho thân mình. Một chút tiền vốn nàng cũng chẳng có, muốn nuôi sống bản thân cũng không được. Nếu không thì, tiểu bác ngươi ủng hộ cho ta ít bạc buôn bán đi. Nếu có một trăm lượng bạc, ta nhất định có thể tạo dựng một phen sự nghiệp kinh thiên động địa. Tiểu bác không chút lưu tình đánh vỡ mộng đẹp, thân, đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Trước khi ngươi đói chết thì chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi hoa lâu đi, yên tâm, cũng không phải chỗ ăn thịt người gì, già đã sàng lọc cho ngươi rồi. Đến túy nguyệt lâu vừa mới cuộc khởi kia đi, ở đó có thể bán nghệ không bán thân, còn có thể ký văn khế cầm cố. Phải biết rằng ba năm sau túy nguyệt lâu sẽ trở thành hoa lâu đệ nhất Nam Vân Quốc, mà ngươi cũng sẽ trở thành tình nhân trong mộng của các đệ tử hoàn thành. Chật, cùng cấp bậc với ảnh hậu ở hiện đại đó, văn khế, hợp đồng, nam tầm xoa xoa bụng nhỏ của mình, thở dài, ngươi bớt lừa ta đi. Cô nương thanh lâu ở cổ đại chính là tiện tịch, nhưng mà có thể ký văn khế cầm cố thì còn được, không muốn làm nữa là có thể trực tiếp phủi mông chạy lấy người. Tiện tịch, dài cấp thấp nhất của thấp nhất, tiểu bác ư ừ một tiếng, cho nên rốt cuộc ngươi có đi tuyến nguyệt lâu hay không? Còn không đi nữa, ngươi sẽ lập tức chết đói đó. Nam tầm liền hát ra thái độ của mình, tới A à sung sướng A à dù sao cũng còn cả bó thời gian. Tiểu bác, sao ngươi lại hát bài của ta, sao ngươi không hát ép pha phi ép pha của ngươi? Nam Tầm, gì? Bài của ngươi? Khi nào đã biến thành bài của ngươi rồi? Mấy bài hát ngươi biết có bài nào không phải ta dạy? Tiểu bác hư hư. Nam Tầm không chọc nó nữa, bắt đầu làm chính sự. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện mình không biết đường. Nam Tầm hỏi tiểu bác, tiểu bác nói nó cũng không biết. Tuy rằng cảm thấy việc hỏi thanh lâu ở đâu rất xấu hổ, nhưng da mặt Nam Tầm rất dày nha. Vì thế, nàng đi đến trước mặt một phụ nhân bán đồ ăn, cười cực kỳ ngoan ngoãn đại nương có thể hỏi người một nơi không phụ nhân kia thấy trước mắt xuất hiện một tiểu nha đầu lớn lên xinh đẹp nói chuyện lại lễ phép liền xua xua tay cười nói nha đầu có chuyện gì muốn hỏi cứ trực tiếp hỏi là được đừng khách khí như vậy ha ha đại nương người biết túy nguyệt lâu không túy nguyệt lâu đi thế nào nam tầm vừa hỏi xong phụ nhân trước mặt giống như nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy khinh thường đi đi tránh ra tuổi còn nhỏ lại không lo tu thân dưỡng tính sao cha mẹ ngươi có thể sinh ra thứ cam nguyện sa đọa như vậy phụ nhân kia lập tức đồ ăn cũng không thèm bán mang theo hai gánh hàng rời đi đi đến bên cạnh nam tầm còn phun một ngụm nước miếng khó trách trời sinh dáng vẻ như hồ ly tinh may là nam tầm nhảy nhanh chứ không một ngụm nước miếng kia đã phun đến trên mặt nàng nam tầm đây là con đường ảnh hậu mà ngươi nói hả ta đã thành hồ ly tinh rồi đây nè tiểu bác giải thích cho nên mới cần ngươi tới thay đổi cái kịch bản này đó. Ngươi có thể đi hình tượng thanh cao, làm một con hồ ly tinh cao nhã không kệt cẩm. Nam tầm, ta muốn cắt xoẹt cái đuôi ngựa của ngươi. Tiểu bác tức khắc sửa lại lời nàng, đã nói bao nhiêu lần rồi, và không phải là ngựa, không phải là cái loại động vật cấp thấp trong thế giới của ngươi. Gia là hư không thú con cưng của trời, là thần thú có thể xuyên qua các không gian, thế giới. Nam tầm một lát than thở một lát tức giận. Sau khi nhận được vô số ánh mắt khinh thường cùng đáng khinh thì cuối cùng cũng thành công tìm được túy nguyệt lâu. Trương ma ma túy nguyệt lâu vừa thấy cái khuôn mặt nhỏ này của nàng lập tức vui mừng đến mặt già như nở hoa. Lấy thang điểm của bản thân ra đánh giá, vưu vật trời sinh, mị cốt thiên thành. Bởi vì Lý Vân Đoá tuổi còn nhỏ mà đã có một khuôn mặt xinh đẹp như thế cho nên trương ma ma cực kỳ hài lòng. Cho dù Nam Tầm đưa ra điều kiện chỉ ký văn khế cầm cố 3 năm cùng với việc bán nghệ không bán thân, bà ta cũng nhanh chóng đáp ứng còn trực tiếp sai người đi làm hai bản văn khế cầm cố nam tầm chỉ liếc một cái đã phát hiện mấy lỗ hổng liền mỉm cười nói trương ma ma sau khi văn khế này đến hạn bà còn muốn lấy tiền giải khế chuyện này có chút không ổn đâu ba năm này của ta chính là giúp bà hốt bạc không ngừng đấy nếu thật sự muốn ta giao tiền giải khế thì bà cũng phải viết ra một con số rõ ràng chứ trương ma ma sửng sốt bà ta không ngờ tiểu nha đầu nghèo đói từ thôn quê lại biết chữ chẳng những vậy mà còn tìm ra được lỗ hổng bên trong nam tầm thấy bà ta do dự ánh mắt đảo quanh nói ma ma đừng nghĩ rằng hiện tại ta còn trẻ tuổi mà không kiếm được ra tiền ta vốn là con cháu thế gia chỉ vì cửa nát nhà tan nên mới đến tiền đường ra ở chỗ bà vậy nên cầm kỳ thi họa gì đó ta đều tinh thông trương ma ma còn chưa bắt đầu nghi ngờ tiểu bác đã nghi ngờ trước thân ái sao ta lại không biết ngươi tinh thông cầm kỳ thi họa vậy? Ta chỉ biết ngươi biết đàn piano, biết kéo violin, vẽ thì biết một chút, caro với cờ tướng cũng biết một chút, còn lại chính đánh nhau đánh người gì đó. Nam tầm cực kỳ tự luyến nói, ta vốn là không biết, nhưng túy ly huyên và tần bộ diêu biết nha. Con người của ta thật ra không có ưu điểm gì, chỉ có trí nhớ tốt. Mấy thứ các nàng học chỉ cần tua trong đầu ta một lần, ta liền có thể nhớ kỹ. E da da e ya ya thật là muốn quên cũng không quên được vào lúc tiểu bác đang muốn dỗi nàng thì nam tầm lại đột nhiên khiêm tốn tuy nhiên biết là một chuyện tự mình làm lại là một chuyện khác ta còn cần phải luyện trước một quãng thời gian rồi mới xuất đạo được tiểu bác trang bức làm màu loè thiên hạ tỏ ra mình rất giỏi nghĩa đen là diễn tinh vl dê Nam Tầm nhờ vào bản lĩnh trang bức cao siêu cùng với miệng lưỡi ba tấc không nát của mình đã thành công lừa được Trương Ma Ma của Túy Nguyệt Lâu ký hiệp ước ba năm bất bình đẳng. Trương Ma Ma cung cấp nàng ăn, mặc, ở, đi lại. Nàng còn cường điều một lần là nhất thiết phải cho nàng ăn no, hơn nữa Trương Ma Ma cũng không thể bắt ép nàng làm bất kỳ chuyện gì nàng không muốn. Nàng phải làm một người bán nghệ cao nhã không tiếp khách, hơn nữa mặt cũng không để lộ. Ba năm vừa đến, giải trừ văn khế xong là nạn có thể tùy thời cục mông chạy lấy người. Đương nhiên, trương ma ma cũng không phải loại ăn chay. Phía dưới của hiệp ước bất bình đẳng này còn có một câu, trong ba năm Lý Vân Đoá buộc phải kiếm đủ 500 lượng bạc trắng cho bà ta, nếu không những nội dung phía trên của văn khế sẽ không được tính. Phần tự tin này Nam Tầm vẫn phải có, lập tức đồng ý. Còn về phần tại sao Nam Tầm lại muốn ký ba năm, thì việc này có liên quan đến một manh mối tiểu bác cung cấp ba năm sau đại bốt quốc sư sẽ dán bố cáo tuyển nhận một nhóm cổ người. Vì sao lại là cổ người? Đó chính là những người chuyên môn làm chuột bạch để nghiệm cổ độc của chúng đệ tử mặt nhiễm đường. Nếu như mạng lớn mà nghiệm cổ độc 20 lần chưa chết thì sẽ có thể được quốc sư đặt cách thu làm đệ tử ngoại môn của mặt nhiễm đường. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy tiểu bác, mấy người vào làm cổ người căn bản là không ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Hơn nữa cuối cùng không có ai tử trạng là không thê thảm hoặc có thể nói là ghê tởm, tử trạng, trạng thái khi chết, nhưng mặc dù kết cục thảm hề hề như thế, lại chỉ vì hy vọng xa vời kia, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một đám phan não tàn của quốc sư vội vàng chủ động bước lên chịu chết. Mục tiêu của nam tầm chính là loại hết đám đang muốn cướp vị trí chịu chết với nàng, thành công tiến vào mặt nhiễm đường. Về phần sau này làm sao tiếp cận đại bốt quốc sư thì về sau hẳn nói, việc này có gấp cũng gấp không được, phải đi từng bước một. Thời gian ba năm thoáng cái đã qua, Tuyến Nguyệt Lâu hiện giờ đã xưa đâu bằng nay. Giờ dậu mới vừa đến, đại sảnh ở lầu một tuyến Nguyệt Lâu đã không còn chỗ ngồi. Mấy năm nhân hội tụ ở đây đều không phải là hạng người tam giáo cửu lưu, mà là các chi sĩ nổi danh phong lưu nho nhã trong hoàng thành. Các nhã gian lầu hai thì càng khỏi phải nói, tất cả đều là mấy nhân vật lớn ghê gớm. Tam giáo cửu lưu, tam giáo gồm nho giáo, đạo giáo và Phật giáo. Cửu lưu gồm nho gia, đạo gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia, mặt gia, tung hoành gia tạp gia và nông gia nguồn biết tất tật chuyện trong thiên hạ chỉ trong vòng ba năm trương ma ma đã thành công nâng túy nguyệt lâu lên một tầng cao mới trở thành dòng nước trong trong giới thanh lâu người đến nơi này không chỉ để hưởng thụ sự vui sướng từ ham muốn xác thịt mà càng là vì giao lưu thơ từ ca phú hôm nay là ngày tường vi cô nương đầu bản túy nguyệt lâu có mặt mỗi tháng một lần nói đến vị tường vi cô nương này quả thật đúng là rất tuyệt chưa từng có ai thấy được gương mặt thật của tường vi cô nương, bởi vì trên mặt nàng luôn mang một tấm lụa mỏng, vì nữ tử mặc chiếc váy dài trắng tuyết dệt từ tơ tầm, dáng người uyển chuyển, tự như tiên tử rơi lầm xuống thế gian. Nhưng nếu ngươi nói nàng là tiên tử, cố tình nàng lại trời sinh có được một đôi mắt câu hồn. Chỉ cần vô tình chạm mắt với nàng thôi, sẽ lập tức có cảm giác linh hồn nhỏ bé bị câu đi mất. Tường vi cô nương xuất hiện một lần vào mỗi đầu tháng, lấy cầm kỳ thi họa để kết bạn, là một vị tài nữ cực kỳ có tài. Có đôi khi nàng ra vế trên, ngay cả nho sĩ nổi danh hoàn thành cũng đối không được. Cách thời gian tường vi cô nương xuất hiện còn tận một canh giờ, nhưng mọi người đã chờ không nổi, chờ rồi lại chờ. Trên đài rốt cuộc cũng có động tĩnh. Một đám tráng đinh dọn nguyên bộ trung khánh cổ lên. Hay là tường vi cô nương hôm nay muốn đàn cho chúng ta một khúc? Một người kinh hỉ hỏi. Thật tốt quá. Không uổng công ta đi chuyến này. Giờ tuất vừa đến mọi người lập tức duỗi dài cổ hướng mắt vào trong đại sảnh trời ạ à, mau nhìn chỗ kia kìa một người kinh hô ra tiếng một cây cột trên lầu hai không biết đã bị một người buộc lên một đầu lụa trắng dài từ khi nào một nữ tử bạch y tung bay nắm đầu còn lại của tấm lụa bất ngờ nhảy xuống từ lầu hai trên mặt nàng che một chiếc sa mỏng cứ như vậy nắm lấy lụa trắng mà bay xuống hướng về phía đại sảnh lầu một bên này ngay khi tới gần đài ở đại sảnh nàng liền buông tay thân mình nhẹ nhàng nhảy lên rồi vững vàng đáp trên đó. Đám người bỗng nín thở, vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ một màn vừa rồi. Nữ tử dáng người uyển chuyển vừa rơi xuống từ lầu hai hệt như tiên tử hạ trần, quá đẹp. Chỉ là, cũng quá nguy hiểm, đôi mị nhãn như tơ của tiên nữ khẽ công, dùng giọng nói êm tai như Hoàng Oanh nói, đề mục hôm nay của ta là, ai có thể đuổi kịp hợp tấu với ta một khúc, ta sẽ cùng người đó vui vẻ trò chuyện một canh giờ. Nữ tử vừa dứt lời, thân hình như yến đột nhiên xoay vài vòng đôi tay nhấc lên bắt đầu chơi hai hàng nhạc cụ trên đài cao nàng một bên nhẹ nhàng một bên linh hoạt mà di chuyển bên trên các loại nhạc cụ trong chung khánh cổ tấu vang một khúc tự như tiên âm mọi người yên lặng lắng nghe như si như say chờ đến khi nhạc khúc lại được chơi lần thứ hai từ một nhã gian lầu trên bổng truyền ra tiếng đàn hòa âm hoàn mỹ với tiếng chung khánh của nữ tử khiến cho tiên âm càng tăng thêm vài phần tiên khí cánh môi giấu dưới khăn che mặt của tường vi cô nương khẽ hé, bỗng nhiên ngân nga. Không có bất kỳ ca từ tục tằng gì, chỉ là nhẹ nhàng ngâm lên. Chất giọng lạnh lót như oanh vàng kia chỉ cần tùy tiện hừ hừ vài tiếng cũng có thể bắt được phương tâm người khác, chứ đừng nói gì đến tiếng hát nhỏ nhẹ êm tai như thế này. Một khúc tấu xong, nhưng đám người vẫn còn chưa thoát ra được cảm giác bản thân đang đứng ngay bên ngoài thiên cung mà giọng tai nghe tiên âm. Đến lúc bọn họ hoàng hồn thì đã không thấy tiên tử trên đài đâu nữa rồi. Hay! hay lắm, có thể nghe được một khúc như vậy của Tường Vi Cô Nương thì chết cũng đáng. Quả thật là tiên âm, dành bất hư truyền mà. Ta đây không hiểu rõ lắm về âm luật mà cũng đã nghe đến như si như say. Trương Ma Ma của Tuyến Nguyệt lâu thấy mọi người liên tục ngạc nhiên cảm thán không ngừng thì mừng rỡ đến mặt già sắp nở một đóa hoa, nhanh bước chân ra giải hòa. Các vị công tử, màn biểu diễn của Tường Vi Cô Nương nhà ta hôm nay đến đây là kết thúc. Người vừa rồi cùng hòa tấu chính là một vị công tử trên nhã gian lầu 2, tường vi cô nương đã đi gặp vị công tử đó rồi. Xin lỗi, các vị công tử chỉ có thể chờ tháng sau. Trên thực tế, nam tầm vừa mới trang bức xong cũng không đi nhã gian của khách nhân gì đó, mà là về phòng mình trước. Tiếng tán thưởng của tiểu bác bật ra thao thao bất tuyệt như nước sông Hoàng Hà, thân ái, ngươi trang bức càng ngày càng giỏi nha. Ngươi nhìn đám nam nhân kia đi, đều chẳng có tiền đồ mà chảy nước miếng ngươi thật sự là tiểu yêu tinh muốn mạng người mà. Nam tầm mỉm cười nói, chưa ăn thịt heo thì sẽ chưa thấy qua heo chạy sao. Mấy con đường này đó ta đã thấy nhiều rồi, hiện tại chỉ mới phát huy một phần nhỏ thôi. Nếu không phải còn nhiệm vụ, tiểu bác thật muốn xem thử nam tầm còn có thể biến ra trò hoa hòe hoa sói gì nữa. Chỉ chốc lát sau trương ma ma đã chạy đến đây, ai da, tiểu tổ tông của ta ơi, sao con còn vẫn chưa đi gặp khách. Nam tầm kéo tấm lụa mỏng trên mặt xuống để thông khí, tức giận nói lần này lại là vị kỳ công tử kia phải không trương ma ma tuy đã nhìn khuôn mặt xinh đẹp này vô số lần nhưng trong mắt vẫn không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm thấy đối phương không vui trương ma ma vội khuyên nhủ vị kỳ công tử này có chỗ nào không tốt dáng vẻ có thể nói là tuấn tú lịch sự ra tay lại hào phóng con chỉ ngồi cùng hắn nói chuyện là có thể kiếm một đống bạc trắng cớ sao mà không làm lại nói chính con cũng đã đồng ý rồi đâu thể nuốt lời nha nam tầm liếc bà ta một cái đã biết trương ma ma bà có thể làm cho ta một con gà nướng lấp đầy bụng trước hay không ta sợ hôm nay trò chuyện đến mờ hai mắt mà hôn mê mất nếu đang lúc nói chuyện lại đói quá ngất đi thì phải làm sao bây giờ trương ma ma nghe xong những lời này khóe miệng hung hăng co giật được rồi cô nãi nãi của ta ma ma sai phòng bếp làm ngay trương ma ma thỏa hiệp nói hiện tại đây chính là cây rụng tiền của bà tiểu tổ tông nói cái gì chính là cái đó Lúc trước khi biết Nam Tầm là một thùng cơm, Trương Ma Ma cũng thật khiếp sợ. Cái bụng nhỏ xíu đó sao có thể ăn được nhiều đồ như vậy, nhưng về sau Trương Ma Ma chỉ có thể chết lặng, đối với lượng cơm của thùng cơm Nam Tầm đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Chỉ cần nàng có thể giúp mình kiếm bạc, một ít đồ ăn như vậy bà vẫn cung nổi. Sau khi Nam Tầm ăn xong một con gà kho tàu to béo mới đến Nhã Giang gặp kỳ công tử gì kia, dáng người nam nhân trong phòng đỉnh đạt, dung mạo tuấn Mỹ, tài hoa hơn người lại còn ra tay rộng rãi đây hoàn toàn là những tiêu chuẩn của nam chính nếu tiểu bác không nói thân phận của người này cho nam tầm nàng còn có khả năng khách khí với hắn vài phần nhưng bây giờ nàng thật sự không muốn có bất kỳ dính líu gì với thất hoàng tử đông lâm quốc lý vân đoá thực sự của thế giới này vốn để lạc trái tim trên người thất hoàng tử kỳ hành khanh có thể vì hắn vượt lửa vượt sông không hối tiếc để rồi rốt cuộc lại rơi vào một kết cục thê thảm như vậy mà vị thất hoàng tử này biết rất rõ tâm tư của Lý Vân Đoá nhưng lại để tùy nàng ta lên núi đao xuống biển lửa vì mình. Cuối cùng mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hắn cũng chỉ than một tiếng tiếc hận, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Hương Tan Ngọc Nát. Ý chỉ cái chết của người đẹp ấy, nhìn từ góc độ của Lý Vân Đoá thì khí vận tử lần này chính là một tên đàn ông cạn bã. Nam tầm quét mắt nhìn dáng vẻ nam nhân kia, không đợi hắn mở miệng đã tự mình ngồi xuống, lấy một chén trà rót nước uống kỳ hành khanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền nở nụ cười, tường vi cô nương quả nhiên là người có cá tính. Nam tầm đặt cái ly cạch một tiếng lên bàn, cười tủm tỉm nhìn vào nam nhân đối diện, kỳ công tử, hôm nay ngươi muốn nói chuyện gì đây? Tháng kia nói cầm kỳ, tháng trước nói thi họa, tháng này công tử muốn nói chuyện gì với ta? Kỳ hành khanh nhìn nàng nửa ngày, tự như đang suy nghĩ gì đó, qua hồi lâu hắn mở miệng đáp, vậy nói chuyện quốc gia đại sự thì sao? Nam tầm biết được mục đích của hắn, lập tức lắc đầu trả lời, xin lỗi công tử, tường vi ta chỉ là một nữ tử, đối với quốc gia đại sự gì đó không có hứng thú. Ánh mắt kỳ hành khanh chợt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, tường vi là người thông minh. Ngươi không phải là không có hứng thú, mà là đã sớm đoán được ý đồ của ta khi đến đây. Nam tầm cũng lười giả bộ với hắn, liền đi thẳng vào vấn đề, kỳ công tử, ngài không giống người Nam Vân Quốc. Mỗi lần ta gặp ngài, thái độ của trương ma ma đều rất khác thường mà dục ta cái này, lão bản phía sau tuyến nguyệt lâu này sẽ không phải là ngài đi. Ánh mắt kỳ hành khanh chợt lóe, sau khi trầm mặc một lúc vậy mà trực tiếp thừa nhận, quả nhiên không có gì có thể qua khỏi pháp nhãn của cô nương. Tuyến nguyệt lâu này thật sự đã là do ta xây từ bốn năm trước, là để thu thập tình báo ở Nam Vân Quốc. Ta thật ra là, Việt nam tầm ra hiệu cho hắn im lặng, kỳ công tử, không cần nói thân phận của ngài cho ta đâu, ta không có hứng thú. Hơn nữa, ta sẽ rời tuyến nguyệt lâu sớm thôi. Sắc mặt kỳ hành khanh hơi đổi, cô nương vội rời đi như vậy có phải là do có nỗi khổ gì chăng? Nam tầm thấy không thú vị mà thưởng thức chén rượu trong tay, nói nhàn nhạt, kỳ công lo lắng quá rồi, ta đến tuyến nguyệt lâu mới là vì có nỗi khổ, bởi không một xu dính túi cho nên mới phải bất đắc dĩ chọn con đường này. Lúc trước ký văn khế cầm cố với ma ma cũng là vì tiện cho việc thoát thân. Môi kỳ hành khanh giật giật, tự hồ muốn nói gì đó, rồi lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn vẫn còn uống rượu, nam tầm yên lặng ngồi một bên rót rượu cho hắn, đợi đến khi kỳ hành khanh uống đến hai má phím hồng, khuôn mặt tuấn tú ngà ngà say, hắn đột nhiên nắm lấy tay nam tầm, tường vi cô nương, thật ra ta, bịch. Nam tầm cho hắn một đấm vào mặt, kỳ hành khanh bị nện đến choáng váng ghé ra bàn, vẫn không nhúc nhích, từ mũi chảy bỗng ra hai hàng, máu. Nam tầm chọc chọc đầu hắn mấy cái, thấy hắn không phản ứng mới tiêu sái vỗ mông chạy lấy người tiểu bác cả kinh đờ mờ sao ngươi lại đánh hắn nam tầm hắn phi lễ ta nắm bàn tay nhỏ của ta hắn còn muốn nói thích ta hừ ngươi cho rằng ta đánh hắn hôn mê thật hả đó chỉ là ta cho hắn một bậc thang thôi hắn hiểu ý ta cho nên mới thuận theo giả bộ té xỉu bằng không thì người xấu hổ chính là hắn quả nhiên nam tầm vừa đi kỳ hành khanh vốn đang ngất xỉu lại chậm rãi mở mắt nhìn về hướng nam tầm vừa rời đi hắn duỗi tay lau sạch hai hàng máu mũi đã chảy tới miệng ánh mắt trở nên có chút phức tạp hắn không hề nhìn lầm nữ nhân này quả nhiên có thể gánh được việc lớn đáng tiếc là hắn không dùng được hơn nữa bây giờ nàng đã biết tuyến nguyệt lâu này do hắn dựng lên cũng không biết có thể tạo thành ảnh hưởng gì đến đại sự của hắn hay không kỳ hành khanh nhíu mày một lát rồi giảng ra hắn có thể tạm thời lưu lại dị số này ai biết được về sau nàng có khả năng vì hắn làm việc hay không chứ sau khi đuổi được kỳ hành khanh Nam Tầm chán muốn chết trở về ổ nhỏ của mình. Tiểu Bác a, à, cách thời gian mặc nhiễm đường tuyển nhận của người không còn xa nữa, có phải ta nên cuốn gói chạy lấy người rồi không? Tiểu Bác hơi ngạc nhiên, ngươi gần đây thật kính chức kính nghiệp nha. Theo như tính tình trước kia của ngươi, không phải là có thể thoải mái được ngày nào hay ngày đó sao? Nam Tầm mặt không đổi sắc nói, chẳng lẽ ngươi không biết giá thị trường hả? Có biết bao nhiêu người đang vội đi mặt nhiễm đường tìm chết, chỉ cần ta không chú ý một chút thôi không cẩn thận danh sách cổ người hết chỗ thì phải làm sao bây giờ? Bỏ lỡ cơ hội này, lúc sau muốn tiến vào mặt nhiễm đường sẽ vô cùng khó khăn. Tiểu bác nghe xong rất tán thành. Ngày thứ hai năm tầm đã bắt đầu đóng gói đồ, định rời khỏi cái động vàng bạc nạn ở ba năm này. Ai, sau ba năm, ta vẫn là một kẻ nghèo hèn. Nam tầm cảm thán, tiểu bác ha ha, trách ai đây, vì muốn tỏ ra mình đạo đức tốt mà mấy khách nhân lúc trước thưởng bạc cho ngươi ngươi một đồng cũng không cần. Sau khi ra ngoài, cái thùng cơm như ngươi lập tức sẽ phải uống gió tây bắc." Nam Tầm, một người một thú còn đang đấu võ mồm, ngoài cửa đột nhiên có tiếng người đập đùng đùng, "Tường Vi tỷ tỷ." "Tường Vi tỷ tỷ?" "Tỷ mau ra đây đi, hôm nay quốc sư đại nhân dạo phố đó." Nam Tầm vừa nghe lời này, ngay tức khắc mở cửa xông ra như bay, "Mẫu đơn, quốc sư đại nhân thật sự đi về bên này." Nữ nhân Kiều Diễm ngoài cửa cười khúc khích, "Là thật đó." mùi biết tỷ ngưỡng mộ quốc sư đại nhân đã lâu nên vừa có tin tức là lập tức tới báo cho tỷ đấy. Nam tầm ba năm nay âm thầm tìm hiểu rất nhiều chuyện về quốc sư, người có tâm đều có thể nhìn ra nàng thực ngưỡng mộ quốc sư đại nhân, cho nên nam tầm vẫn chưa nghĩ nhiều. Mẫu đơn trực tiếp đưa nam tầm đến một nhã gian nào đó có tầm nhìn tốt trên lầu hai. Nam tầm thò đầu ra khỏi cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy hai bên đường đều đã đầy ấp người, đội ngũ khổng lồ quen thuộc kia đang chậm rãi đi về hướng này, nam tầm nhìn thấy cổ kiệu trắng đính ngọc treo tua tám người nâng của ba năm trước đây xuyên qua rèm lụa trắng ánh mắt nàng đăm đăm dừng trên bóng người trong kiệu hai bên đường đều là người nàng không tin lần này quốc sư vẫn có thể cảm nhận được nàng đang nhìn hắn mắt thấy đoàn kiệu sắp đi qua túy nguyệt lâu nam tầm bỗng phát hiện khung cửa sổ nàng đang dựa vào chợt đung đưa nàng giật mình vội đứng thẳng người thu phần thân rướn ra ngoài thế nhưng không ngờ có kẻ từ phía sau đột nhiên đẩy mạnh nàng một cái Vách gỗ khắc hoa dưới khung cửa sổ vốn đã lung lay sắp đổ, nam tầm lại bị người đẩy làm cửa sổ đổ âm một tiếng, sau đó thì cả người nàng trực tiếp, ngã xuống từ lầu hai. Khi bị rơi xuống, nam tầm quay đầu lại nhìn lướt qua, vừa vặn trông thấy vẻ mặt đố kỵ đến vặn vẹo của mẫu đơn. Chật, nơi này quả nhiên không thể thiếu chuyện đấu đá với nhau, nàng cũng sắp chuẩn bị chạy lấy người, vậy mà vẫn còn bị người ta tính kế một phen. Nam tầm cảm thấy người ngã xuống từ chỗ cao tầm đó không chết được, nhiều lắm thì bị gãy tay gãy chân thôi. Đến lúc đó xin tiểu bác một viên linh đang dịu dược là ngày hôm sau nàng liền có thể tung tăng nhảy nhót, cho nên, bạch y nữ tử rơi xuống từ nhã giang lầu hai tuyến nguyệt lâu trừ bỏ ban đầu ngạc nhiên hô một tiếng, lúc sau không những không có phát ra tiếng thét thất thanh, mà tư thế ngã còn rất xinh đẹp, váy trắng bay bay, gió thổi ba ngàn sợi tóc đen làm chúng nhảy múa uốn lượng, hệt như tiên nữ hạ trần. Nam tầm không có sợ tới mức hét chói tai, bá tánh hai bên đường lại bị dọa tới mức kinh hãi kêu ra tiếng. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thời điểm nam tầm sắp chạm đất, cả người nàng đột ngột sững lại, ngay khi cách mặt đất còn mười phân, cứ như vậy ngưng lại giữa không trung. Mọi người đều sợ đến bay cả hồn vía. Nam tầm tạm dừng vài giây giữa không trung rồi mới rơi xuống trên mặt đất. Không, không nên nói là rơi, mà là nhẹ nhàng nằm ở trên mặt đất. Nàng đứng lên một cách tao nhã, hành lễ với kiểu tám người nâng trước mặt, tạ ân cứu mạng của quốc sư đại nhân. Bóng người sau màn lụa trắng im lặng, không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên, từ nơi nam tầm mới vừa ngã xuống truyền ra tiếng kêu bén nhọn đầy thảm thiết. Ngay sau đó, một nữ nhân mặc váy lụa tím từ phía trên đập mạnh xuống đất. Mọi người ngay ra trong chớp mắt, nữ nhân kia đã nằm bẹp trên đất, thất khiếu đổ máu mà chết. Lúc nàng ta chết mắt vẫn mở to, người xung quanh còn có thể nhìn thấy bên trong đó tràn ngập vẻ thống khổ cùng kinh hoàng. Chung quanh lặng ngắt như tờ nam tầm nhìn lướt qua mẫu đơn vừa chết thảm ánh mắt không khỏi chợt lóe dừng trên bóng người trong kiệu kia không cần nghi ngờ đây nhất định là do hắn làm sau đó trong kiệu truyền ra một giọng nam lành lạnh trong trẻo có ý định hại người đáng chết chất giọng đó giống như dòng suối sắp đóng băng vào mùa đông thông thả chảy chậm thanh lạnh dễ nghe nhưng lại lạnh đến xương tủy tiếng động bốn phía đều ngưng bạc ngay cả tiếng hít thở của bá tánh cũng biến mất chờ đến khi xe quốc sư đại nhân đã đi khá xa các bá tánh mới dám thở mạnh trở lại sau đó đưa mắt dừng trên xác chết nữ khó coi kia đó là mẫu đơn cô nương ở túy nguyệt lâu rất nhiều người đều nhận ra được mà vị bạch y nữ tử mang khăn che mặt rơi xuống trước đó hẳn là tường vi cô nương rất hiếm khi xuất hiện tường vi cô nương nhờ quốc sư đại nhân mà sống mẫu đơn cô nương lại vì quốc sư đại nhân mà chết liên hệ với lời của quốc sư đại nhân vừa nói xong các bá tánh đã đoán được đại khái hừ loại nữ nhân độc ác này chết vậy đáng đời các bá tánh nhau nhau nhổ nước bọt lên thi thể mẫu đơn. Nam tầm nhìn theo đội ngũ kiệu đi xa, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy mới thu hồi tầm mắt, đối với mẫu đơn, trong lòng nàng cũng chẳng nảy sinh mảy may đồng tình. Ngươi có thể ghen ghét ta thông minh hơn ngươi, tài hoa hơn ngươi, nhưng ghen ghét đến mức muốn ta chết, vậy thì không được, tiểu bác tặc lưỡi, dám tính kế ngươi, chết cũng xứng đáng. Nam tầm hơi nhếch khóe miệng, tâm trạng rất tốt nói, ta đang lo lắng không biết lấy cớ gì tiến vào mặt nhiễm đường làm người nghiệm cổ, như thế này vừa khéo, ân cứu mạng lớn như trời bể, lý do này lại là chính quốc sư đại nhân đưa đến trước mặt ta. Nam tầm ông bọc đồ nhỏ của mình đến cáo từ trương ma ma. Nàng chưa từng quan tâm các tỷ muội khác trong túy nguyệt lâu, tuy nhiên xảy ra chuyện mẫu đơn lần này đã giúp nàng nhận thức rõ ràng, người tươi cười sáng lạng nhất với ngươi có thể chính là kẻ tâm tư ác độc nhất. Trương ma ma khóc đến nước mắt giàn dụa tường vi à con thật sự muốn bỏ ma ma mà đi sao nếu như con ở lại ta bảo đảm con sẽ được ăn sung mặt sướng con đừng đi ha nói xong bà ta liền ông chặt đùi nam tầm nam tầm tiếp tục ở lại sẽ chết người nha bà không thấy mẫu đơn tàn nhẫn thế nào lúc đẩy ta sao nếu không có quốc sư đại nhân ra tay cứu giúp ta đã ngã chết cho nên ma ma đừng giữ ta về sau có cơ hội ta sẽ trở về thăm các ngươi như vậy được rồi chứ ma ma, bà mà mà không buông tay, ta cũng sẽ không khách khí nữa đâu. Trương ma ma thầm rung lên, quốc sư đại nhân tự mình ra tay cứu tường vi, quả thật khiến bà ta kinh ngạc. Nếu quốc sư tự tay cứu người, vậy quên đi, bà vốn định dùng sức mạnh cưỡng chế. Lúc sau, trương ma ma không những không giữ nam tầm, còn chuẩn bị cho nàng một ít bạc vụn. Nam tầm cũng không khách sáo mà giơ tay nhận lấy, cảm ơn ma ma, ta luôn biết bà là tốt nhất mà sau đó nàng mang bọc quần áo nhỏ quay đầu rời đi, bóng lưng vô cùng tiêu sái. Trương ma ma nhìn theo bóng nàng, lần này gào lên khóc thật sự, trong lòng có đôi chút thê lương, nha đầu này đúng thật là chẳng có lương tâm. Nam tầm tìm một khách điếm để dừng chân, cho tiểu nhị một ít bạc vụn và tiền thưởng, nhờ hắn mua giúp một bộ trường bào kiểu nam. Thân ái, ngươi định làm gì thế? Nữ cải trang nam. Tiểu bác hỏi. Nam tầm, đương nhiên tiểu bác tức khắc bộc phát một trận cười to rợn tóc gáy, ngươi thật sự không nói giỡn. dáng người đồi núi trập trùng như ngươi kể cả buộc ngực cũng không giấu được đâu ha ha ha, da thịt trắng nõn như vậy, eo thon nhỏ như vậy, lông mi công phúc như vậy, ngươi tưởng tất cả mọi người đều mù sao ha ha ha. Trong tivi nữ giả nam không bị nhận ra toàn là gạt người cả, ngươi vậy mà lại tin là thật ha 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 ha. Nam tầm, cuối cùng, nam tầm bảo tiểu nhì khách điếm cầm trường bào kiểu nam đi đổi đến nỗi đổi thành cái gì, qua vẻ mặt ngu si của tiểu bác là có thể đoán ra đấy tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Nam tầm không ra khỏi cửa mà vẫn ngây ngốc trong khách điếm năm ngày. Ngày thứ sáu, nàng rốt cuộc chờ được mặt nhiễm đường dán bố cáo. Nam tầm như một cơn gió dùng nước bùn đen lau quanh toàn thân, sau đó thay một bộ quần áo vá đục còn tản ra các loại mùi chua khó ngửi, cả đôi hài trắng cũng đổi thành giày rơm rách nát. Tiểu bác cảm động đến bật khóc, thân ái, không ngờ ngươi kính nghề yêu nghiệp đến nhường này thế mà trước kia ta còn nói ngươi không có đầu óc thật rất không phải nam tầm không rảnh xử lý nó nàng lập tức phóng tới nơi dáng bố cáo chuẩn bị đi chịu chết khi nam tầm đến quả nhiên đã có một hàng dài người đứng xếp hàng đại đa số đều là bá tánh gia cảnh bình thường chỉ có một hai phan não tàn của quốc sư là gia cảnh không tồi cuối cùng còn bị chính người nhà của mình phát hiện đến kéo về ta không muốn đi ta không muốn ta phải làm trâu làm ngựa cho quốc sư đại nhân, a a a buông ta ra. Nam tầm, mau toại tự tiến, nghĩa là tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích, khi quân đội nước tầng bao vây nước triệu, bình nguyên quân nước triệu phải đi cầu cứu nước sở. Môn đệ mau toại của ông tự đề xuất được đi cùng, ở đó, may nhờ tài năng của mau toại mà bình nguyên quân mới thu được thành công như ý muốn, tiểu tử khóc lông trời lỡ đất kia bị cha hắn quốc mông, lão nổi giận gầm lên lão tử còn muốn ngươi cho lão tử nối dõi tông đường đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ nữa còn không mau theo lão tử lăn về còn có một người là vì trong nhà túng tiền mà đến bị con ông đùi vợ ông tay, tướng công chàng thật sự muốn bỏ lại hai mẹ con thiếp ư cổ người của mặt nhiễm đường thập tử nhất sinh chàng đi vào đó mẹ con thiếp chẳng phải là hu 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 thập tử nhất sinh mười phần chết một phần sống ý nói khả năng sống sót rất thấp nguồn bao đan còn hắn cũng khóc thét lên, cha, cha đừng đi mà, Xuân Hương, mẫu thân ta đành nhờ nàng chăm sóc. Là do ta vô dụng, không nuôi sống được các ngươi, nhưng nếu thành cổ người, quốc sư đại nhân sẽ cho mỗi người một trăm lượng bạc, về sau hai mẹ con nàng cũng không phải lo cái ăn cái mặt, vài màn sinh ly tử biệt diễn ra như vậy. Nam Tầm không biết là bởi bản thân trời sinh máu lạnh, hay do nhìn quen mấy cảnh thế này rồi, mà ngoài việc trong lòng thoáng sinh ra một tia đồng cảm lại chẳng có cảm xúc dư thừa gì khác. Đội ngũ tổng cộng xếp thành năm hàng thật dài, mỗi hàng gần 60 người, tính như vậy ước chừng có không dưới 300 người tới tranh cướp làm cổ người. Con số này so với tưởng tượng của Nam Tầm còn lớn hơn nhiều. Mặc dù toàn thân Nam Tầm mang mùi hôi chua khó ngửi, quần áo thì rách rưới tả tơi sắp sánh kịp tên ăn mày, nhưng tố chất của bá tánh trong hoàn thành vẫn khá cao. Trừ bỏ vài người dùng ánh mắt ghét bỏ trộm đánh giá rồi lánh xa nàng, cũng không ai đánh chửi nàng quần áo rộng thùng thình che giấu thân hình thước tha lạ lướt của nam tầm, hơn nữa người nàng bốc lên mùi khó ngửi nên không có ai thèm nhìn kỹ. Nam tầm đúng thật là giấu được giới tính của mình. Mọi người đợi từ buổi sáng tới tận trưa, rốt cuộc cũng chờ được năm đệ tử mặt nhiễm đường, cả năm đều mặc trường bào trắng bó eo, diện mạo mỗi người trông thật thanh tú, nhìn còn rất trẻ, nhưng nam tầm biết. Trong mấy người bọn họ rất có thể đã lên hàng ông nội mình, còn như quốc sư, chật, chắc chắn đã, vào hàng tổ tông. Mọi người thấy có người tới, không khỏi lộ vẻ mặt sùng kính, có một vài người nhát gan thậm chí còn gục đầu xuống không dám nhìn, sợ bản thân mạo phạm cao nhân. Năm đệ tử mặt nhiễm đường, mỗi người phụ trách một hàng, bắt đầu tuyển chọn cổ người. Tốc độ bọn họ chọn lựa cổ người nhanh hơn nam tầm nghĩ, chỉ cần đảo mắt một cái, liền trực tiếp nhặt ra năm năm nhân cơ thể cường tráng từ mỗi hàng. Trơ mắt nhìn khóe mắt đối phương sẽ qua người mình không thèm dừng lại quá một giây, nam tầm. Được rồi, tất cả giải tán đi. Một người có vẻ là bối phận cao nhất nói nhàn nhạt, có người không được chọn lộ vẻ thất vọng, cũng có người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có ai như nam tầm chạy thẳng đến trước mặt đệ tử mặt nhiễm đường hô to, đại ca, cầu ngài tuyển ta, ngài đừng thấy ta nhỏ gầy liền bỏ qua. Ta tuy vậy nhưng thân thể bách độc bất xâm, tuyệt đối là cổ người tốt nhất mà ngài tìm được. Không tin ngài có thể thả trắng độc tới cắn ta, bách độc bất xâm, châm độc không thể xâm nhập miễn nhiễm với mọi loại độc mọi người còn chưa đi hết không khỏi lộ ra vẻ mặt hóng kịch vui đệ tử mặc nhiễm đường nói cái gì chính là cái đó ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tiếp thu thôi vậy mà lại dám chất vấn đối phương nữa chật tên tiểu tử toàn thân bốc mùi mặt đầy bùn đen này sẽ không bị thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ chứ một bạch y đệ tử thoáng liếc nhìn nàng nói khoác mà không biết ngượng thiên hạ này làm gì có kẻ nào bách độc bất xâm nam tầm khẽ chớp mắt tức khắc sửa lời nói, ta không biết mình có phải bách độc bất xâm không. Có điều khi còn nhỏ lên núi đốn củi, gặp phải rắn độc đều né xa ta ba thước, chúng nó không cắn ta, vẻ mặt nam tầm thành khẩn, giống như sắp phải moi cả tim ra cho hắn xem. Một đệ tử khác đứng cạnh vị bạch y đệ tử kia đột nhiên cười hai tiếng ha hả, nhị sư huynh, nếu như vị tiểu huynh đệ này đã mau toại tự tiếng, không bằng huynh cứ thử một lần, có khi rắn độc không cắn hắn thật thì sao? người được gọi là nhị sư huynh kiên nhiên người nhìn lại đại nhân đã dặn phải hạn chế gây chuyện không cần thiết để đây là muốn khiến đại nhân tức giận vừa nghe lời này người nọ lập tức thành người câm vẻ mặt các đệ tử khác càng thờ ơ không có chút hứng thú nào với nam tầm mấy đệ tử mặc nhiễm đường trực tiếp coi nam tầm như không khí dẫn đám cổ người rời đi trong lòng nam tầm rất bực mình ta đã nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy bây giờ còn vội vàng chạy tới đây chịu chết bọn họ lại không thu ta tiểu bác ngươi nói xem có tức không cơ chứ, nhẫn nhục phụ trọng, thành ngữ, dằn lòng chịu đựng những điều cực nhục để đạt thành việc lớn. Từ tích tam quốc chí, ngô chí, truyện lục tốn, nguồn, Macedin, tiểu bác khó hiểu hỏi, ngươi nhẫn nhục cái gì, vác trọng cách gì? Nam tầm, đến nữ tử thanh lâu ta cũng đã làm, ngươi còn nói ta không có nhẫn nhục phụ trọng, tiểu bác hư một tiếng, không biết ai cả ngày ăn sung mặt sướng. Một ngày có thể chén tám con gà nướng nguyên con gia từng gặp qua thùng cơm, nhưng quả thật chưa thấy thùng cơm nào như ngươi. Nam tầm, đấy là do nguyên nhân thể chất, không phải ta. Tiểu bác, lý do lý trấu, ngươi vốn có thể ăn, gia đây chỉ gián tiếp thành toàn ngươi thôi. Nam tầm cảm thấy không cần cùng một con thú tính toán chi ly, nàng đứng tại chỗ ngẩn ra chốc lát, sau đó chạy nhanh đuổi kịp đám người phía trước. Này, các vị đại ca, cầu xin các ngài thu ta làm cổ người đi. Ta là người chăm chỉ, được việc, không sợ chịu khổ còn có rắn độc thật sự không cắn ta đâu đám người phía trước không thèm đoái hoài gì đến nàng vì vậy nam tầm vẫn cứ đi theo tới bên ngoài hoàng cung nam tầm cho rằng mặt nhiễm đường giỏi lắm cũng chỉ ở ngay cạnh cung nơi phố xá phồn hoa nhất là cùng nhưng không ngờ bọn họ vậy mà lại tiếp tục đi thẳng vào trong hoàng cung không những thế mỗi đệ tử mặt nhiễm đường đều có một tấm lệnh bại có thể tự do ra vào hoàng thượng ban cho quyền lợi này cũng quá lớn rồi nam tầm đương nhiên bị cản lại mắt thấy đám người sắp tiến vào cửa cung, nam tầm nôn nóng, lại lần nữa la to tự đề cử mình. Một đệ tử mặc nhiễm đường phía trước thật sự không nhịn được, trực tiếp đi tới, xách cổ áo nam tầm kéo vào trong, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm chết, đến lúc đó gào khóc kêu trời kêu đất cũng vô dụng. Trong mắt người này hiện lên tia ý xấu bẩn cợt, cũng không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt nhìn về phía nam tầm giống như đang quan sát một vật chết. Nam tầm thoáng rùng mình thằng nhóc chết tiệt này tuyệt đối vừa suy nghĩ nên dùng biện pháp nào để đùa chết nàng. Thập thất, nếu đại nhân biết đệ nhặt một kẻ vô dụng, trở về muốn trách tội, đến lúc đó bọn ta cũng sẽ không giúp đệ cầu tình. Nhị sư huynh mặt lạnh vô tình mà nhắc nhở, cung thập thất xì một tiếng, đại nhân sẽ không trách đệ đâu. Ban nãy các huynh đều nghe thấy rồi đó, tiểu tử này chẳng cần cái gì cả, lại không sợ chết, vậy chẳng phải ta nhặt được của hời sao? nam tầm cứ như vậy đi một mạch vào hoàng cung nam vân quốc tiếp đó đi theo đám cổ người tiến vào tòa cung điện nguy nga tráng lệ mặt nhiễm đường thật ra gọi mặt nhiễm cung mới chuẩn xác nhất nhưng không biết có phải do chữ cung phạm điều gì quốc sư kiên kỵ hay không cho nên mới đổi thành mặt nhiễm đường mặt nhiễm đường là một đại viện vô cùng phô trương chính điện xa hoa không thua gì tẩm cung của hoàng thượng mà hai trắc điện bên cạnh mỗi điện có mười phòng nếu là mỗi đệ tử mặt nhiễm đường ở một gian thì hiện còn thừa hai gian Trắc Điện, Điện Phụ. Nam Tầm tự tin mỉm cười, ta cảm thấy hai gian cuối cùng này về sau nhất định sẽ có một gian là của ta. Tiểu bác, cứ tiếp tục tự tin như vậy nữa đi, bệnh ngươi không nhẹ đâu. Quốc sư đại nhân đang đi gặp quốc quân Nam Vân Quốc nên lúc này không ở chính điện. Đám đệ tử trừ cung đại và cung thất cùng đi với ngài, còn lại toàn bộ 16 người đều ở đây, cùng nhìn chầm chầm quan sát đám cổ người. Nhị sư huynh, đại nhân đã dặn 25 người là đủ rồi, sao huynh tuyển tận 26? một người trong đó khó hiểu hỏi nhị sư huynh nhàn nhạt trả lời do tiểu tử này cứ khăng khăng đuổi theo chúng ta cũng đành chịu người này không tồi thân cường thể tráng các huynh đừng có tranh với đệ cung thập bác đệ tử nhập môn gần đây nhất cười nói ngón tay chỉ một người to con trong đám cung thập thất vui vẻ thập bác à đừng trách ca ca không nhắc nhở đệ thỉnh thoảng có những cơ thể nhìn thì khỏe mạnh nhưng mới hạ loại cổ độc đầu tiên đã không chịu nổi chết ngay đấy những người này nói chuyện không hề kiên kỵ nam tầm quan sát nhóm cổ người bên cạnh phát hiện có người lộ vẻ mặt sợ hãi thân thể trông nhũng ra có vài kẻ đã bắt đầu hối hận nam tầm đang thất thần người tên cung thập thất kia vẻ mặt cực kỳ đắc ý đột nhiên kéo nàng lại gần tin hay không cái tên tự mình đưa đến cửa này lại là kẻ chịu đựng giỏi nhất nói xong cung thập thất chợt sửng sốt tiểu tử tay ngươi mềm thật đó nhảo nhảo nhéo thật là thoải mái nam tầm rất muốn cho hắn một đấm nhưng nàng nhìn không những thế còn cười hì hì hỏi ngây ngô đại ca huynh không chê ta hôi huynh thật tốt cung thập thất vừa nghe được lời này tức khắc đẩy bay nàng khiến những đệ tử khác đứng xung quanh không khỏi bật cười ra tiếng cung thập thất tức giận trừng nam tầm rồi quay ra phân phó hạ nhân lão triệu lập tức dẫn hắn đi tắm sau đó lấy bộ quần áo cũ đã rách của ta cho hắn mặc vào toàn thân tiểu tử này mùi quá khó ngửi đợi lát nữa nhất định sẽ mạo phạm đại nhân. Nam Tâm vừa nghe thấy hai từ tắm gội, lòng bỗng giật thót, vội nói, thập thất ca ca, ta không muốn đi tắm, chờ ta gặp được quốc sư đại nhân rồi hẳn tính. Cung thập thất nghe được cách xưng hô thân mật từ miệng nàng, ngẩn ra một lúc liền giận tím mặt, nổi cáu, ta nhổ vào, một kẻ ăn mày ti tiện lại dám gọi ta là thập thất ca ca, có tin lão tử đánh vỡ miệng ngươi không? Cung thập bác không hề nể mặt chút nào cười nhạo hắn, thập thất, để thấy tiểu tử này đúng thật là rất thích huynh đấy hay huynh thu người ta làm đệ đệ luôn đi nam tầm nói với tiểu bác mấy hôm trước dạo phố những người này quả nhiên đều chỉ làm lòe mắt thiên hạ ngươi nhìn xem hiện tại bộ mặt đáng ghét hoàn toàn lộ ra hết tiểu bác mặc kệ nam tầm có nguyện ý hay không nàng vẫn bị hạ nhân kêu lão triệu lôi đi tắm rửa cũng may lão triệu chỉ ném nàng vào bồn để cho nàng tự tắm cũng không có đứng trong Nam tầm nghĩ dù sao giấu không được thân phận nữ nhi, thế là liền dứt khoát tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc vào bộ đoạn bào trắng bị thủng hai lỗ của cung thập thất, đang lúc chuẩn bị vấn tóc, nam tầm bỗng nhận thấy có điều bất thường. Sao bỗng dưng mới chớp mắt mọi âm thanh đã im bặt. Nam tầm khẽ rón rén đi tới cửa, chọc một lỗ trên ô cửa sổ giấy, định trọng ngắm tình hình bên ngoài xuyên qua lỗ nhỏ. Thế nhưng, khi nàng vừa mới đặt tay lên cánh cửa để nhìn ra bên ngoài, cánh cửa vốn phải đang đóng chặt lại thình lình không gió tự mở ra. Nàng bị mất điểm tựa, cả người lao về phía trước, ngã lăn xuống, như cẩu gặm phân. Nam tầm đột nhiên ngẩng lên, vừa nhấc đầu liền gặp phải một cặp mắt đàm mạc không gần sống Đó là một đôi mắt thế nào đây? Lần đầu nhìn qua phản phất như thấy được tinh hoa của trời đất, thâm thúy mê người đến cực điểm, nhưng lần thứ hai nhìn lại, trong đôi mắt kia lại trở nên mờ ảo trống rỗng. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, phía sau là chúng đệ tử cùng với vài tên cổ người nằm trên mặt đất thế nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có gì hết trống trơn một mảnh tĩnh mịch thâm trầm không hề có chút dao động hiện giờ đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng ấy đang nhìn chăm chú vào nàng nam tầm quỳ rạp trên mặt đất ngắm người này mà những người khác lại đang xem nàng bởi vì cú ngã nên mái tóc dài đen nhánh thác tựa thác nước bị bung ra rơi toán loạn trên mặt đất mà tư thế nằm sắp xuống của nàng lại làm bộ quần áo rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện. Quả thực làm người ta muốn, phun máu mũi, cung thập thất trừng lớn mắt, chỉ tay vào nàng, lắp ba lắp bắp, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi là, nữ nhân. Một giây kinh ngạc qua đi, cung thập thất bỗng dưng nhớ ra gì đó mà trở nên hết sức sợ hãi, quỳ bộp một tiếng xuống đất, đại nhân thứ tội, thập thất cũng không biết nàng là nữ nhân. Khi đệ tử mang người về, nàng một thân chua thối, mặt mũi đen nhẽm, còn ăn mặc trường bào kiểu nam rộng thùng thình. Đệ tử, đệ tử, biện giải một lúc, cuối cùng cung thập thất đành phó mặt cho số mệnh, thập thất biết sai. Nam tầm chẳng hề nghe được gì cả, chờ đến khi nam nhân kia thoáng dời tầm mắt, nàng mới thoát ra được từ trạng thái mơ hồ như vừa bị bắt đi mọi sự chú ý. Cặp mắt đó tựa một phòng giam khép kín, một khi xa vào, sẽ bị hắn cầm tù vĩnh viễn ở bên trong, kết cục là hít thở không thông mà chết nam tầm thở hổn hển xương quai xanh như ẩn như hiện cũng theo đà nhấp nhô lên xuống thoát khỏi nơi đó rốt cuộc nàng cũng có thể nhìn sang nơi khác mà nơi đầu tiên nàng ngắm đương nhiên là gương mặt của nam nhân kia rồi sau khi xem xong nam tầm không tiền đồ nuốt ực một tiếng nói với tiểu bác thân ái đây là người thật sao đẹp cứ như tấm da người ấy không phải yêu tinh hút máu người trong thâm sơn cùng cốc nào hóa thành đấy chứ đờ mờ quá đẹp đẹp đến mức vốn từ nghèo nạn của nam tầm không thể diễn tả, tóm lại đây chính là kiểu khiến người khác phải quỳ liếm. Mặc một thân bạch y cũng mặc ra được khí chất của tiên nhân, mà không, là phong thái của vị thượng thần nơi chính tầng mây. Còn có mái tóc đen vẫy mực tựa tấm lụa thượng hạng thả dài đến tận eo. Nam nhân này chỉ cần tùy tiện đứng một bên thôi cũng đã thành một bức họa, là một bức họa, tiểu bác cũng nuốt nước miếng, nhìn gần trông còn đẹp hơn. Tuy nhiên người yên tâm, đây tuyệt đối không phải yêu quái là người thật đó một người một thú còn đang tắm tắt trầm trồ trong lòng một đệ tử đứng sau mỹ nam đột nhiên hướng nam tầm quát to hỗn sự kẻ như ngươi có tư cách gì mà nhìn thẳng quốc sư đại nhân nam tầm không thèm quan tâm người nọ mà tiếp tục chăm chú quan sát mỹ nam này một đôi mắt quyến rũ ngập nước cứ như vậy nhìn thẳng hắn yêu nữ to gan ai phái ngươi tới còn không mau khai ra đệ tử kia vô cùng tức giận chỉ thiếu điều phóng cổ độc giết chết nàng. Nam tầm nghiêng đầu nguyết người kia một cái, bất mãn hừ hừ, xen vào chuyện người khác, quốc sư đại nhân còn chưa nói lời nào đâu. Đệ tử kia, ngươi. Ngươi càng rỡ, thấy Mỹ Nam lại nhàn nhạt liếc nhìn mình, Nam tầm lập tức bò lên, dập đầu đầy quy củ với hắn, đại nhân, tiểu nhân tên Lý Vân Đoá, muốn làm cổ người cho đại nhân. Lời này vừa ra, xung quanh bỗng trở nên lặng ngắt. Đệ tử vừa mới răng dậy nàng cũng biến sắc tuy nói lần này tuyển không ít cổ người, nhưng tất cả đều là để các đệ tử dùng nghiệm cổ. Cổ độc do chúng đệ tử luyện chế ra đương nhiên không mạnh bằng một phần nghìn so với sự lợi hại của quốc sư đại nhân. Nữ nhân kia đã cải trang trà trộn vào đây, còn dám yêu cầu làm cổ người cho quốc sư đại nhân. Đây đúng thật là, chán sống. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không phải nam tầm chán sống, mà là nạn có hậu trường vững chắc có một con thần thú tiểu bác có thể tùy thời giúp nàng che chắn cảm giác đau, ít nhất nàng cũng không phải lo bản thân sẽ sống sờ sờ mà đau chết. Nam tâm rất tự tin bỗng thấy một đôi giày bó tuyết trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt, cùng với góc áo màu trắng thấp thoáng. Bộ trường bào kia nhất định là được may từ gấm hoa tốt nhất Nam Vân Quốc, bởi chất vải thoạt nhìn vừa mỏng vừa mềm mại, tưởng chừng chỉ một màu thuần trắng, nhưng nhìn kỹ lại thấy mặt trên có theo một tầng tường vân chìm nếu đây không phải tác phẩm của vị nghệ nhân theo thùa siêu quần nào đó, hẳn cũng không ai có thể làm được. Quốc sư đại nhân không biết đã đi tới trước mặt nàng từ lúc nào, bàn tay để hờ chậm rãi nâng lên, duỗi về phía nàng. Cái tay thật xinh đẹp, trắng nõn thon dài, từng ngón từng ngón tự cây trúc, ngay cả móng tay cũng sáng bóng, khiến nam tầm ngắm đến mê mẩn. Nam tầm ngây ngốc nâng tay lên, nào ngờ bàn tay xinh đẹp kia làm lơ tay nàng, hai ngón tay hắn gặp lại, đột nhiên làm động tác bắn nhẹ ngay giữa trán nàng. Có thứ gì chui vào từ trán, sau một giây ngẩn người ngắn ngủi, đồng tử nam tầm chợt co rút lại, tiếng hét chói tai đầy thống khổ sắp thoát ra bị nghẹn lại ở cổ họng, bởi vì tiểu bác đúng lúc giúp nàng che chắn đau đớn, nhưng vừa rồi, tuy chỉ trong nháy mắt đó, cảm giác đau đớn do có thứ gặm cắn tủy não cũng khiến toàn thân nàng run rẩy không thôi. Cung thập thất trừng mắt, đại nhân ngài ấy, đây chính là thực não cổ do đại nhân tự luyện chế, thực não cổ, sâu độc ăn não. Nam Tâm chỉ là hạng nữ tử, thế nhưng bị trúng thực não cổ quốc sư đại nhân tự mình luyện chế lại có thể không hề trên một tiếng nào, vẻ mặt thấy chết không sờn, ánh mắt vô cùng kiên định. Mọi người tận mắt chứng kiến sắc mặt nàng từ vừa rồi hồng hào đầy sức sống chuyển thành trắng bệch như tuyết. Mồ hôi trên trán cũng lăn xuống từng giọt trượt theo khuôn mặt tuyệt mỹ, rơi xuống biến mất trong cổ áo rộng mở. Cung thập thất ngay ra nhìn nàng, bỗng dưng cảm thấy phải lau mắt mà nhìn với nhóc ăn mày thối hoắc này ý định muốn giết chết nàng lúc trước cũng phai nhạt đi rất nhiều. Qua một hồi, bàn tay quốc sư khẽ phất qua trán nam tầm, thực não cổ bị hắn thu về. Một giây cuối, nam tầm suýt chút nữa không nhịn được mà kêu ra tiếng, nhưng nghĩ tới trước đó nàng đã giả bộ làm con người kiên cường lâu như thế, nàng mới cố gắng nhìn xuống. Đờ mờ tiểu bác, ngươi thu lại che chắn nhanh như vậy làm gì? Không biết đau đớn cũng có dư âm hả? Tiểu bác trả lời đầy vô tội, ta đã cho ngươi ngưng lại vài giây mà nam tầm thật không sao lại có thể đau đến thế cơ chứ đó quả thực không phải đau đớn người bình thường có thể chịu đựng được tiểu bác thở dài mới ăn chút hành đó đã chịu không được tháng ngày sau này ngươi phải làm thế nào đây nam tầm lập tức nói không phải ta còn có ngươi sao nếu che chắn đau đớn nhiều lần về sau năm thức của ngươi sẽ chịu ảnh hưởng có khả năng mắc mù tai điếc thật đó da không lừa ngươi đâu nam tầm rất bình tĩnh so với việc đau đến quên cha quên mẹ ta tình nguyện mắt mù tai điếc, tiểu bác. Một thoáng yên lặng, vị quốc sư đại nhân không dính bụi trần kia bỗng mở miệng, tạm được, về sau ngươi coi như cổ người chuyên dụng của bổn tọa. Thanh âm bình đạm không gần sóng mang theo chút hàng khí truyền tới tai nam tầm đã thành tiên âm, tiên âm A. Nam tầm dập đầu thật mạnh với hắn, tạ quốc sư đại nhân thành toàn. Quốc sư phân phó xong một câu như vậy, liền đi trước trở về chính điện nghỉ ngơi, việc phân phối cổ người giao cho cung đại xử lý cung đại hỏi ý kiến mỗi đệ tử nếu không xung đột thì phân luôn cổ người mà họ nhìn trúng nếu có xung đột thì dựa theo bối phận bậc cao hơn có quyền tuyển trước mỗi đệ tử được phân một người những cổ người còn dư lại thì phụ trách vẫy nước quét sân hoặc chạy việc vặt trong điện để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cung thập thất sắc mặt héo úa tùy tiện chọn một người tiểu tử kia không tiểu nha đầu kia rõ ràng do hắn phát hiện trước cơ mà sao đã bị đại nhân cũng đi rồi hắn không khỏi có chút không cam lòng khó tả hơn nửa mặt nhiễm đường cũng không thu nữ nhân hôm nay đại nhân thế nhưng phá lệ cung thập thất hung hăng trừng nam tầm nữ nhân chết tiệt chúng ta chờ xem nam tầm trực tiếp tặng hắn một ánh mắt khinh khỉnh bệnh tâm thần bởi vì hạ nhân chạy việc ở mặt nhiễm đường không nhiều lắm cho nên cổ người trúng tuyển ngoài dùng để thí cổ độc còn phải làm việc vặt vì cho tiện sai sử đệ tử ngủ ở trong thiên điện cổ người của họ thì ngủ ngay dưới nền đất ở bên ngoài nhưng đến trường hợp của nam tầm cung đại khó xử chính điện của đại nhân không cho phép người ngoài bước vào kể cả là mấy đệ tử bọn họ nếu không được cho phép cũng không được đi vào mà có đi vào thì cũng chỉ có thể đứng bên ngoài điện bẩm báo cung đại không biết nên an bài cổ người này ở nơi nào cân nhắc mãi cung đại vẫn quyết định đi hỏi quốc sư đại nhân cung đại đứng bên ngoài cửa đại điện mặc dù vị trong điện kia nhìn không thấy hắn vẫn duy trì tư thế hơi không người vẻ mặt cung kính dò hỏi đại nhân Tên của người ngài vừa mới thu nên sắp xếp ở nơi nào ạ? À? Đại nhân không thích người ngoài làm phiền, chi bằng an bài ở chỗ của đệ tử. Khi cung đại nói lời này, giọng cũng không lớn. Thứ nhất hắn sợ làm phiền đến quốc sư đang nghỉ ngơi trong điện, thứ hai trong lòng hắn đã có tính toán. Dựa theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của đại nhân, ngài tuyệt đối sẽ không đồng ý cho một cổ người ở ngoài điện của mình. Hiện tại hắn chẳng qua là làm cho phải phép, tỏ vẻ trưng cầu qua ý kiến của đại nhân đây là thể hiện tôn trọng với ngài. Cung đại nói xong, quả nhiên không nghe thấy bên trong truyền đến bất cứ âm thanh nào. Thời điểm đang muốn lui, bỗng ngoài ý muốn truyền đến một giọng nói hờ hững, đạm bạc trước sau như một, để nàng nghĩ ở ngoài điện của bổn tọa. Cung đại đột nhiên dương mắt ngẩn phát đầu lên, khó thể tin mà nhìn chầm chầm cửa điện trước mắt, ánh mắt hận không thể xuyên thấu qua cánh cửa gỗ khắc hoa này nhìn vào nội điện. Xem xem vẻ mặt đại nhân khi nói câu này rốt cuộc là như thế nào? Sao ngài lại cho phép một tên cổ người, không những vậy còn là nữ nhân nghỉ ở ngoại điện. Vinh dự này 18 đệ tử cũng chưa từng được hưởng, nhưng cung đại rất nhanh thu hồi vẻ mặt khiếp sợ vừa rồi, cung kính đáp lại bằng ngữ điệu bình thường, đệ tử đã hiểu. Nam tâm biết được mình được vào ở ngoài chính điện thì tâm trạng hết sức vui sướng, trái ngược hoàn toàn với nàng là ánh mắt tràn nhập tìm tòi nghiên cứu và khó hiểu của cung đại. Đại nhân ngủ không sâu, buổi tối nghỉ ngơi đừng gây tiếng động quá lớn. Cung đại nhắc nhở. Nam tầm gật đầu, chuyện này huynh yên tâm, một khi ta ngủ sẽ ngủ say như chết, một chút tiếng động nhỏ cũng không có. Cung đại, tiểu bác hiếm khi mới hùa theo một câu, cái này gia đồng ý, ngươi ngủ rồi sẽ giống như lợn chết, xét đánh đùng đoàn bên tai cũng không tỉnh. Nam tầm cho rằng bản thân đã có một bước tiến dài trong lịch sử, nhưng không ngờ hoàn toàn là nàng tự mình nghĩ nhiều. Từ sau khi trở thành cổ người chuyên dụng của quốc sư đại nhân, trường ngày đầu tiên, nàng căn bản là không có nhìn thấy mặt mũi quốc sư. Hơn nữa vào ban ngày, nàng còn bị mấy đệ tử mặc nhiễm đường tùy tiện sai sử việc này việc nọ, nếu nàng tỏ ra chút bất mãn, đối phương sẽ trực tiếp hạ cổ độc, đặc biệt là cung thập thất kia, nơi nơi gây khó dễ cho nàng, bụng dạ thật hẹp hòi. Xét thấy tiểu bác nói che chắn cảm giác đau nhiều về sau sẽ có khả năng biến thành người mù hay điếc, nam tầm cảm thấy vẫn là tránh được lần nào thì hay lần đó. Nói là vậy, nhưng mỗi ngày nam tầm không những không thấy được đại bốt quốc sư, mà còn có một đống việc làm mãi không xong. Tuy rằng mặt nhiễm đường tuyển cổ người vào thời điểm này, 18 đệ tử kia lại cũng không để những người đó thử cổ độc ngay. Mà mỗi ngày họ đều dành để cung phụng bảo bối của mình, một đám sâu ghê tẩm ăn ngon uống tốt. Nam Tầm có ký ức truyền thừa của gia tộc Túy Ly, cho nên cũng vô cùng tinh thông mấy thứ như cổ độc vu thuật. Nhưng gia tộc Túy Ly có rất ít người luyện cổ, đại đa số đều khuynh hướng tu hành vu thuật, bởi ngoài việc luyện chế cổ độc cần phí thời gian chờ nó lớn lên, còn có một nguyên nhân rất lớn chính là cổ độc quá ghê tởm trước hết cần dùng các loại độc vật và dược vật nuôi nấng không dưới trăm con sâu đợi được thời cơ chín mùi phải cho những con sâu này vào trong chung cổ để chúng nó cắn nuốt lẫn nhau còn cuối cùng còn sống sót chính là cổ trùng ban sơ sau đó lại phải dùng các loại độc dược và máu của chủ nuôi nấng mãi đến khi nó trở nên càng ngày càng lợi hại rồi biến thành cổ độc chân chính đương nhiên khi cổ trùng còn sống là vô hại nhưng nếu để nó chui vào cơ thể người cắn xé nội tạng lại là một chuyện khác nếu nó chết trong cơ thể người kịch độc trong mình nó sẽ phóng thích ra ngoài hoàn toàn có thể độc chết ký chủ chỉ trong vài phút thậm chí mấy giây nam tầm trời ạ à, càng nghĩ càng mắc ói ta ghét nhất loại sinh vật nhúc nha nhúc nhích này nếu mà so sánh vẫn là xà bảo bảo đáng yêu hơn tiểu bác rắn đáng yêu á ngươi không đùa ta thật đấy chứ có phải vì ngươi sinh xà bảo bảo ở thế giới thứ nhất cho nên ngươi mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này không hả mới vừa nói xong tiểu bác đã có chút hối hận nó nói cái gì chẳng được mà cứ thích nhắc đến xà bảo bảo ở thế giới thứ nhất chứ tiểu bác đang nghĩ ngợi có nên vụng về đánh trống lãng hay không nam tầm đã cong cong môi cười tiểu bác sao ngươi không nói nữa ngươi cho rằng nhắc tới xà bảo bảo sẽ đụng tới chuyện đau lòng của ta sao làm sao có thể chứ ta và con trai đản đản có rất nhiều hồi ức tốt đẹp đó trên thực tế ta thường hay mơ tới dáng vẻ sau khi trưởng thành của nó nhất định nó sẽ soái như cha nó huyết minh vậy hoặc là càng soái hơn hắn dù sao còn có gen của ta mà tiểu bác nghe lời này đột nhiên không ảo não cũng không chột dạ thật là tự luyến nam tầm kỳ thực có lúc gia rất lo lắng cho ngươi gia luôn sợ ngươi sẽ chìm đắm quá sâu trong thế giới nào đó Tuy đây là lần đầu tiên gia mang người làm nhiệm vụ kiếm điểm công đức, nhưng gia đã sớm nghe từ các huynh để tỉ muội những hệ quả lợi hại trong đó. Người thất bại liên tục mười mấy hai mươi lần nhiệm vụ có rất nhiều, thành công lại rất ít, ngươi biết tại sao không? Bởi vì trải qua vô số lần xuyên qua, trong số bọn họ đã có người phân không rõ thế giới hiện thực và thế giới nhiệm vụ, họ cảm thấy thế giới bản thân đang ở là thế giới mình muốn dừng lại, không muốn trở về, nghiêm trọng hơn, có người còn gặp phải thần kinh thác loạn, lẫn lộn người giữa thế giới này và thế giới kia tiểu bác thao thao bất tuyệt xong rồi lại đút canh gà cho nam tầm có điều giờ đây gia đã biết ngươi là khác biệt ngươi nhất định sẽ thành công chờ gia tích góp đủ điểm công đức phá thần thành thánh gia chính là thánh thú trong vạn thần thú có thể sánh ngang thiên đạo mà ngươi chính là công thần tối cao của thánh thú đút canh gà an ủi nam tầm phục cười ra tiếng yên tâm đi tiểu bác những điều ngươi nói ta đều rõ ràng cũng sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy mỗi một thế giới đối với ta mà nói đều là một hành trình mới nhưng dù phong cảnh trong lộ trình mê người đến cỡ nào cuối cùng ta vẫn phải về nhà mà sau khi về nhà ta còn muốn đi thăm con trai đảng đảng đấy dừng một chút ánh mắt nàng hơi lập lòe đột nhiên nói một câu nếu như mang cảm xúc từ thế giới trước đến thế giới tiếp theo cũng không công bằng với đại bốt thế giới sau có đúng không đối với ta mỗi người bọn họ đều độc lập với nhau tiểu bác thấy lời này của nam tầm thật kỳ lạ bọn họ vốn là cá thể độc lập mà. Nam tầm ư ừ một tiếng, không nói gì nữa. Lý Vân đoá, nước trà của gia đâu? Sao ngươi còn chưa mang tới, cung thập thất từ nơi xa xa rống một tiếng như quỷ gào. Nam tầm trợn trắng mắt nhìn trời, mang theo một ấm trà ngon vừa pha chạy chậm tới. Thập thất ca ca, nước trà ca muốn đến rồi. Nam tầm cười ngọt ngào với hắn, cung thập thất hơi liếc nàng, khóe miệng lại khẽ cong lên, gọi ai là ca đấy. Bậc thân phận như ta há là ngươi có thể trèo cao sao?" Nam Tầm ha hả một tiếng trong lòng, lập tức sửa lời, "Thập thất gia, mời ngài dùng trà. Nếu như không có chuyện khác, ta đây liền đi phòng bếp hỗ trợ." Cung Thập thất vừa nghe lời này thì tức khắc cười không có ý tốt, "Vật nhỏ, bí mật của ngươi ta đã sớm phát hiện. Cái gì mà đi phòng bếp hỗ trợ, thật ra ngươi muốn đi tìm cơm thừa để ăn chứ gì? Cái thùng cơm nhỏ như ngươi, nếu như bị đại nhân phát hiện ăn được nhiều như thế, có tin hay không lão nhân gia dùng một đầu ngón tay ấn chết ngươi? Nam tầm, mặt nhiễm đường còn chưa đến mức cung không nổi một chút đồ ăn như vậy chứ, cung thập thật xì một tiếng khinh bỉ, mỉa mai không thôi, ngươi thân phận gì? Dù mặt nhiễm đường không thiếu tiền, nhưng dựa vào cái gì phải nuôi một thùng cơm thân phận thấp hèn như ngươi? Nói xong, khóe miệng hắn cong lên nụ cười xấu xa, chỉ cần mỗi ngày ngươi ngoan ngoãn chăm trà rót nước cho ta, ta sẽ không nói ra chuyện ngươi là thùng cơm như vậy ngươi vẫn có thể lén lúc đi phòng bếp tìm cơm thừa để ăn nếu không thì Nam Tầm không có bị hắn uy hiếp thành công ngược lại trận trắng mắt lườm hắn Cung Thập Thất ngươi có bệnh sau đó ném ấm trà lên cái bàn nhỏ cạnh đó quay đầu chạy lấy ngươi nhà đầu thối ngươi dám đi có tin ta dùng cổ độc độc chết ngươi không Cung Thập Thất phẫn nộ trừng to mắt Nam Tầm quay đầu lại cong môi cười với hắn không tin Cung Thập Thất chờ Nam Tầm đi xa cung thập thất vẫn còn ngây ngốc nhìn bóng lưng nàng rời đi. Mới vừa rồi nữ tử quay đầu mỉm cười, khiến trái tim hắn hình như bất ngờ lỡ mất vài nhịp. Nghe nói lão hoàng đế Nam Vân quốc sắp không qua khỏi, cho nên mấy ngày này quốc sư đại nhân đều ngủ lại trong cung. Mãi đến tận 10 ngày sau, Nam Tầm mới nhìn thấy hắn một lần nữa. Trên mặt của hắn vĩnh viễn đều không có biểu cảm, ánh mắt cũng là tĩnh mịch không gần sống. Điều này làm Nam Tầm cảm thấy hắn như một vật chết biết nói biết đi, làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác cổ quái nam tầm thật vất vả mới chờ được hắn đương nhiên phải dùng sức tăng cảm giác tồn tại của mình vì thế tung tăng mà đi pha một bình trà nóng thái độ của nàng cung kính tuyệt đối trước khi tiến vào nội điện còn biết lễ ân cần thăm hỏi một tiếng cung mặt nhiễm không cho nàng đi vào chỉ nói nhàn nhạt đặt trên bàn ở ngoại điện đi nam tầm ngoan ngoãn vân một tiếng nghĩ ngợi một lát lại hỏi buổi tối đại nhân có cần dùng cơm trong điện không ạ à? tiểu nhân đi bảo phòng bếp nhỏ làm vài thứ lót dạ cho đại nhân, không cần. Nội điện truyền tới giọng nói tẻ ngắt, nam tầm vội vã ngậm lại cái miệng nhỏ, lãnh đạm vô tình như thế, sao ngươi không dứt khoát thăng thiên thành tiên thật luôn hả, tiểu bác có chút cuốn lên, đã mấy ngày rồi mà ngươi vẫn chưa chính thức mặt đối mặt nói với hắn được mấy câu. Vì đại bốt này sao mà khó chơi vậy hả? Nam tầm ngược lại rất bình tĩnh, Ngươi trong cậy một lão nhân đã chứng kiến hết thảy bãi bể nương dâu mới quen đã thân một nha đầu non chuệt như ta ư. Từ từ thôi, đậu phụ nóng cũng đâu có ăn ngay được. Nếu ngay từ đầu ta đã thể hiện bản thân quá sốt sắng sẽ rất dễ khiến hắn phản cảm. Chờ đến lúc nào đó khi hắn đã dần quen với sự có mặt của ta thì cũng xem như thành công bước đầu rồi. Bãi bể nương dâu, chỉ những thay đổi lớn trong cuộc đời, xã hội. Bắt nguồn từ thành ngữ gốc hán thương hải tan điền, nguồn hô vào chấm con. Mỗi ngày vào một thời gian cố định, nam tầm đều rất bền lòng vững chí dân trà tới cửa nội điện. Sau đó sẽ đúng giờ đúng chỗ bưng đồ ăn để lên bàn hồng một khắc hoa ở bên ngoài. Liên tục mấy ngày như vậy mà cái vị trong phòng kia vẫn chưa từng động đến mấy thứ nàng bưng tới. Mãi đến một tuần sau, bình trà nam tầm dân lên rốt cuộc cũng xuất hiện dấu hiệu đã bị động qua. Nam tầm có chút kích động. Nàng cho là về sau đại bốt đều sẽ uống nước trà, ăn đồ ăn nàng bưng tới, Thế nhưng từ sau lần đó, mấy thứ kia giống như vẫn còn nguyên. Hắn không hề động tới nữa. Chuyện này khiến tâm trạng nam tầm lên xuống như tàu siêu tốc, cả người đều không thoải mái. Ở đây không có giường chiếu mềm mại, không có đệm lông gia thú, đại bốt lại là một bộ mặt người chết, giống như ai thiếu nợ hắn 250 vậy, cuộc sống cũng sắp mốc meo cả lên. 250, nói lái của đồ ngốc. Cái này là câu chửi thề. Nam tầm trải chăn đệm ở ngoại điện, sau khi hít một hơi thật sâu liền nằm xuống tấm đệm trên mặt đất cứng trắng đi ngủ từ trước đến nay nàng vẫn luôn ngủ như chết nhưng dù có như vậy ở lúc nàng đang chìm sâu trong giấc ngủ lại vẫn có thể cảm nhận được một đợt cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện bao quanh nàng khiến nàng không khỏi rùng mình nam tầm đấu tranh một lúc lâu mới mở được hai mí mắt tưởng chừng như dính chặt vào nhau mơ mơ màng màng ngồi dậy nhưng giây tiếp theo sâu ngủ trên người nàng ngay tức khắc bị dọa chạy hết đờ mờ ngay chỗ cách nàng ba bước có một bóng trắng đang đứng, thân hình cao lớn đó vừa khéo chặn ánh sáng bạc chiếu vào từ ngoài cửa sổ làm cho cả ngoại điện càng thêm tối tăm không thôi. Nàng giật nảy mình, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Bóng trắng cao lớn vốn đang đứng đưa lưng về phía nàng khẽ động, nhưng người qua một bên, ánh trăng lúc này đã có thể tiến vào từ cửa sổ, phát họa sườn mặt hoàng mỹ không tỵ vết của nam nhân, sống mũi cao thẳng, đôi mắt khép hờ tôn lên hàng mi lười nhát rũ xuống, còn có cánh môi mỏng hồng nhuận khác thường. Một thân trường sam màu trắng được hắn mặc hết sức tùy ý, vạt áo mở rộng lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực, phản phất như phủ một phần sáng do tắm mình dưới ánh trăng. Nam nhân nghiêng đầu liếc nhìn nam tầm, sau đó lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hắn hơi ngẩn mặt đón lấy ánh trăng sắp đến ngày rằm ngoài cửa sổ, môi mỏng khẽ mấp máy, tự như thở dài, sắp tới trăng tròn. Nam tầm vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn lẩm bẩm, đoán rằng chính mình có khả năng bị hắn xem như không khí hoặc là từ đầu đến cuối đều chỉ là một vật chết trong mắt hắn nam tầm cảm thấy bản thân vừa vô tình thấy được chân tướng bây giờ nàng nên tiếp tục nằm xuống ngủ hay là chờ đại bốt về điện rồi mới ngủ tiếp nam tầm ngáp một cái từ từ nằm xuống tấm đệm dưới đất chỉ chốc lát sau nàng nghe được tiếng bước chân cực khẽ đại bốt đã về chính điện nhưng không bao lâu sau hắn lại đi ra lần này hắn đứng trước mặt nam tầm ánh mắt tĩnh mịch dừng trên mặt nữ nhân giọng nói vẫn bình thản như cũ nha đầu đến thí cổ độc nam tầm nam tầm bỗng nhiên trợn tròn mắt quả nhiên thấy lúc này khi ra từ trong điện thì trên tay hắn có thêm một chung cổ độc tinh xảo làm bằng bạc chung cổ chén đựng cổ độc bên trong cái chung đó là cái gì nàng rất rõ tiểu bác còn nhớ những gì ta từng nói với ngươi không nam tầm vội hỏi tiểu bác nhớ kỹ chỉ che cho ngươi chín mươi phần trăm đau đớn miễn cho ngươi diễn giả quá bị hắn phát hiện ra manh mối. Nam nhân đứng bên người nàng dáng người thẳng tắp như trúc, hắn hơi không lưng, cặp mắt không có bất kỳ dao động kia khó được mới nhìn chầm chầm nam tầm hồi lâu, nha đầu, vươn tay ra. Hắn nói, cánh môi hồng nhuận vậy mà có chút cong lên. Trong màn đêm yên tĩnh, lời nói của hắn dường như được bọc một lớp đường ngọt ngào, khiến người ta có ảo giác thật ôn nhu. Nam tầm lại bị dọa sợ quá chừng. Mẹ nó, nụ cười này quả thật là phong hoa tuyệt đại nhưng càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy nam tầm hơi giật mình xong liền lập tức ngoan ngoãn vén tay áo rộng thùng thình của mình lên lộ ra một đoạn cánh tay nữ tử tinh tế như bạch ngọc sau đó nam tầm còn chưa kịp chớp mắt một cái đã thấy một con cổ trùng vô cùng nhỏ nhanh như chớp chui từ cổ tay nàng vào máu thịt một giây sau hai mắt nam tầm đột nhiên trừng lớn trong mắt đều trừng đến muốn nứt ra đờ mờ đau quá thật sự quá đau mặc dù đã được tiểu bác che chắn 90% cảm giác đau đớn, nhưng 10% còn lại này vẫn có thể tra tấn nạn đến muốn đâm đầu ngất đi. Nam tầm bỗng nhiên hiểu được vì sao ở nguyên thế giới Lý Vân đoá lại một đau đâm chết mình. 10% đau đớn đã làm nạn đau đến cuộn mình thành một con chó, 10 ngón tay hung hăng cắm vào trên mặt đất. Nếu là 100% thì tuyệt đối sẽ sống sờ sờ mà đau chết. Nàng cảm nhận được con cổ trùng kia đang cắn xé nội tạng của mình, từng ngụm từng ngụm một, thông thả ung dung. Một khắc nào đó, Nam Tầm chỉ muốn bất chấp tất cả mà thi triển vu thuật nhanh chóng bứt con tiểu trùng này ra khỏi cơ thể. Thật sự là quá đau. Loại thống khổ này không biết kéo dài bao lâu, nhưng đến khi đại bốt thu hồi về tâm cổ kia, Nam Tầm cảm thấy mình đại khái đã mất nửa cái mạng nhỏ. Nam nhân chỉ hờ hững liếc qua nàng liền cầm chung cổ của mình về phòng. Lúc trời đi hắn còn như lẩm bẩm một câu, vẫn là không được sao. Nam tầm khóc thúc thiết, vừa rồi thật sự là đau muốn chết. Tiểu bác vội an ủi nàng, thân ái đừng sợ, ngươi sẽ không bị hắn đùa chết đâu. Có ta mà, chỉ cần ngươi còn sót lại một hơi thở, ta nhất định có thể cứu ngươi về. Nam Tầm, bốn ngày sau đó đối với Nam Tầm mà nói giống như một cơn ác mộng, vị quốc sư đại bốt tiên đến sắp thăng thiên kia mỗi đêm đều mang nàng ra thí cổ độc, làm nàng đau đến chết đi sống lại, sống lại chết đi. Chỉ thiếu điều nhào lên cắn chết đối phương, rốt cuộc vào ngày thứ năm, đại bốt không tiếp tục tra tấn nàng nữa. Suốt buổi tối hôm đó, hắn chưa từng ra khỏi phòng. Nam tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đêm nay là trăng rằm. Nàng ngủ không ngon lắm, luôn lo lắng đại bốt không biết thương hoa tiết ngọc sẽ đột nhiên xuất hiện bất thình lình. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Nam tầm nghe được tiếng thở dốc đè nén của nam nhân truyền đến từ trong điện, tựa hồ rất thống khổ. Nam tầm giật mình tỉnh giấc, tiểu bác, đại bốt làm sao vậy? Tiểu bác trầm mặt một hồi, không có gì, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Không chết được. Nam Tầm gật gật đầu liền tiếp tục nhắm mắt ngủ. Người bình thường chẳng phải đều không nhìn nổi tò mò rồi trực tiếp vọt vào sau. sao? Sao ngươi không giống vậy? Tiểu Bác ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Nam Tầm ngáp một cái, ta buồn ngủ, muốn ngủ, dù sao thì đại bốt cũng không chết được, tiểu bác. Mã nó, nó nên sớm đoán được mới phải. Mệt nó còn do dự muốn giải thích thế nào? đến mấy lời khuyên ngăn nàng đừng có trình coi cũng đã nghĩ kỹ rồi, kết quả lại là như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, không biết có phải nam tầm bị ảo giác hay không mà nàng luôn cảm thấy số lần quốc sư đại bốt nhìn nàng nhiều hơn bình thường. Bắt đầu từ hôm đó, nam tầm luôn cảm thấy quốc sư đại bốt đang âm thầm quan sát nàng, thế nhưng chờ nàng bất thình lình quay lại chỉ thấy được mắt đại bốt đang nhìn thẳng. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn tĩnh lặng tựa hai hồ nước sâu, một chút gần sóng cũng không có. Chẳng lẽ là bởi vì vào đêm trăng tròn nàng không tỏ ra nửa phần tò mò với sự bất thường của hắn nên hắn cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Tiểu bác, vừa nãy rốt cuộc có phải đại bốt đang nhìn ta không? Nam tầm hỏi, tiểu bác rất bình tĩnh trả lời, đúng vậy, vừa nhìn ngươi đó. Một ngày nhìn không dưới ba lần đâu. Nam tầm đột nhiên kích động lên, đờ mờ, chuyện quan trọng như vậy sao lại không với ta? Tiểu bác hư một tiếng, một chút giá trị ác niệm đều không giảm, có gì hay mà nói cho ngươi? Nam Tầm lập tức khéo, lại nói, cái kiểu nước ấm nấu ếch này của chúng ta thật sự dùng được sao? Có khi nào nấu một nồi liền nấu đến 10, 20 năm không đấy? Tiểu bác do dự nói, Nam Tầm chỉ thiếu vỗ ngực thề thốt, khẳng định sẽ không, dù cho cung mặt nhiễm không ăn đồ ăn Nam Tầm bưng tới, không uống trà nàng tự tay pha thì Nam Tầm vẫn trước sau như một làm vậy. Trà lạnh liền pha lại, cơm không ăn nàng liền tự mình xuống phòng bếp nhỏ làm một ít điểm tâm đủ loại kiểu dáng, mùi thơm ngào ngạt đặc biệt câu người. Cứ như vậy qua mấy ngày, vào lúc Nam tầm lại lần nữa bưng điểm tâm vừa làm đặt ở ngoài điện, Mỹ Nam đang nghỉ ngơi trong điện đột nhiên rảo bước đi ra. Nam tử bước đi tựa đạp mây, tiếng động cực nhẹ, ương nhã mà thông dông, cung mặt nhiễm nhàn nhạt quét mắt nhìn qua nàng, tầm mắt chậm rãi dừng trên địa điểm tâm, giọng nói bình đạm không gần sóng dường như cao hơn một chút, bánh hoa hòe nam tầm cười khanh khách nói bẩm đại nhân là bánh hoa hòe ta tự tay làm ở trước mặt quốc sư đại nhân địa vị trác tuyệt có rất ít người dám tự xưng ta nhưng hình như cung mặt nhiễm lại không thấy xưng hô của nàng có gì không ổn hắn nhìn bánh hoa hòe thơm nước mũi kia một lát đột nhiên duỗi lấy một miếng đưa tới bên miệng mình nam tầm nhìn hắn nhẹ nhàng nhai điểm tâm trong lòng than một tiếng đến động tác nhai cũng xinh đẹp tao nhã như vậy xem ra ngày thường hắn không phải làm màu mà vốn dĩ chính là một người chỗ nào cũng tỏa ra tiên khí cung mặc nhiễm ăn xong một miếng không ngờ lại ăn thêm một miếng nữa điều này làm cho nam tầm cảm thấy khá ngạc nhiên nam tầm kích động nói với tiểu bác ta biết tay nghề của mình tốt nhưng không nghĩ tới đã tốt đến mức trâu bò như thế này đường đường là quốc sư đại nhân cũng ăn hai miếng tiểu bác có chút hoài nghi vị giác của đại bốt thật sự không có vấn đề đấy chứ sau khi cung mặt nhiễm ăn hai miếng thì không ăn tiếp nữa hắn nghiêng đầu nhìn về phía nam tầm lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nàng qua một lúc thế nhưng hắn nhàn nhạt tán thưởng một câu nha đầu tay nghề của ngươi không tồi dây tiếp theo tiểu bác liền kích động gào lên hú hú giảm giảm ngay vừa nãy giá trị ác niệm của đại bốt vậy mà giảm một điểm nam tầm lăn lộn nửa ngày hóa ra quốc sư đại nhân là đồ tham ăn nam tầm hết đổi kinh ngạc bắt đầu từ hôm đó nam tầm thường thường đi làm các loại điểm tâm thiếu chút bóc lột cạn kiệt trí não của chính mình nhưng trừ lần đầu tiên ăn bánh hoa hòe ra về sau cung mặt nhiễm ăn cái gì cũng không giảm giá trị ác niệm nữa điều này khiến cho con đường công lược của nam tầm bị trì trệ đáng vui mừng chính là thái độ cung mặt nhiễm đối với nàng đã thay đổi rõ rệt ví dụ như lúc đầu là hắn tự mình ra ngoài dùng điểm tâm về sau hắn lại trực tiếp cho nam tầm đem vào nội điện lần đầu tiên nam tầm đi vào hắn đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, mái tóc đen nhánh xõa tung rơi trên tấm đệm mềm. Mà vạt áo trường bào tuyết trắng của hắn cũng mở rộng có chút lộn xộn, cả người tản ra khí chất lười biếng bừa bãi hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày. Nam tầm bưng điểm tâm đến trên bàn gỗ nhỏ cạnh hắn, thấy được trên bàn bày một cái lư hương, làn khói mang theo mùi gỗ đàn lượng lờ quanh người nam nhân, càng khiến hắn giống vị thần cao thâm khó đoán nơi thiên cung. Nha đầu, giờ nào rồi? Nam tử trên giường đột nhiên khẽ mấp máy đôi môi mỏng, hỏi, hắn không mở mắt, đôi mắt vẫn lười biến đóng lại như vậy, lấy một tư thế thoải mái nằm lệch trên giường. Nam tầm nhẹ giọng đáp, đại nhân, vừa đến giờ thân, chỉ mới giờ thân, bổn tọa ngửi thấy mùi thơm của bánh hoa hòe thế nhưng lại thấy có chút đói bụng. Nói rồi hắn chậm rãi mở mắt, vẫn là dáng vẻ lười nhát, sau đó, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía nam tầm, hờ hững nói, nha đầu, bổn tọa còn chưa rửa tay, ngươi đến cầm cho bổn tọa ăn. Nam tầm A một tiếng, bị dọa không nhẹ, đơ mờ, còn ngẩn người làm gì? Cơ hội tốt đó đó đó. Còn không mau đi đút đại bốt ăn điểm tâm. Tiểu bác kích động rít gào trong đầu nàng. Nam tầm cố nhớ lại xem nàng đã rửa tay hay chưa, đáp án vậy mà là chưa. Nhưng đại bốt không biết nha, mặc kệ nó. Nam tầm chọn một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cung mặt nhiễm như thưởng thức cảnh đẹp mà nhìn cánh môi mỏng hồng nhuận kia khẽ cắn miếng điểm tâm trên ngón tay nàng. Miếng bánh chỉ cách tay nàng có chút xíu, hắn chỉ cần cắn thêm một miếng nhỏ nữa là có thể cắn ngón tay nàng rồi. Thật là, muốn mệnh mà. Nếu không phải biết Mỹ Nam trước mắt là một người đạm mạc vô tình thì Nam Tầm đã cho rằng đối phương đang dụ dỗ nàng phạm tội. Nam nhân để Nam Tầm đút ba miếng mới thôi, sau đó lại tiếp tiếp tục nghiêng đầu nghỉ ngơi nam tầm nhẹ tay rón rén bưng điểm tâm ra ngoại điện rồi mới quay lại ngồi sổng xuống, nhẹ nhàng cầm cây quạt nhỏ phe phẩy cho hắn, lông mi cung mặt nhiễm khẽ rung, qua một lúc lại tiếp tục không nhúc nhích. Nam tầm nghe được hô hấp của hắn trở nên đều đều liền bắt đầu không kiên để gì mà đánh giá khuôn mặt đang ngủ của hắn, Ây da, thật là đẹp quá đi. Nhìn cặp lông mày như vẻ kia, sống mũi cao thẳng kia, hai phiến môi mỏng hồng nhuận bởi vì đang ngủ mà hơi mở ra một chút kia còn có làn da bóng loáng, vô cùng mịn màng kia nữa. Chật! Nam tầm cảm thấy người trước mắt đã đẹp tới một cảnh giới mới, làm nàng dù có nhìn chầm chầm một ngày một đêm cũng không thấy chán. Kết quả là, nam tầm quả thực cứ như vậy dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cung mặt nhiễm chăm chú vài canh giờ. Tay vẫn luôn phải nhẹ cây quạt nhỏ, mặc dù đã tê mỏi mềm nhũng. Mỹ Nam trên giường ước chừng đã ngủ được hai canh giờ, một mực ngủ thẳng đến giờ tuất, ung ục, bụng Nam tầm lại kêu, đây đã là lần thứ tám kể từ khi đại bốt ngủ nam tầm không nỡ rời khỏi cung mặt nhiễm mãi đến khi đói đến ván đầu hoa mắt nàng mới có chút tiếc nuối mà đứng dậy đi ngoại điện trên bàn nhỏ ở ngoại điện còn dư lại bánh hoa hòe cung mặt nhiễm ăn thừa nam tầm màu chóng nhét sạch đống bánh thừa vài miệng chẳng mấy chốc đã ăn hết nàng tuy là cổ người thân phận đê tiện nhưng cũng là cổ người bên cạnh quốc sư đại nhân bọn hạ nhân trong phòng bếp nhỏ đều vô cùng khách khí với nàng cơm thừa canh cặn gì đều mặc nàng ăn thoải mái nàng nói phải làm điểm tâm cho quốc sư đại nhân bọn họ liền nghĩ quốc sư đại nhân chính miệng nói muốn ăn lập tức đồng ý trong kinh sợ chỉ là vẫn sợ nàng làm chuyện xấu gì đó nên đều đứng một bên nhìn vì vậy lúc này đây nam tầm vì làm điểm tâm mà đến cơm thừa canh cặn cũng chưa kịp ăn điểm tâm thì càng đừng nói ăn vụng thôi cũng không có cơ hội thật là đói đến ngực đều dán vào lưng tiểu bác thang một tiếng ngươi cái thùng cơm này nha cũng may đây là mặt nhiễm đường đó không thiếu ngươi chút thức ăn này nếu đổi lại là gia đình bình thường thì chắc đã nuôi không nổi ngươi rồi vào lúc nam tầm đang ăn ngấu nghiến bên ngoài điện cung mặt nhiễm trong điện bỗng mở bừng mắt đôi mắt thanh kia tỉnh đến cực điểm chỗ nào giống dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ nước ấm nấu ếch là một câu chuyện ngụ ngôn của trung quốc khi bỏ con ếch thẳng vào nồi nước ấm nó sẽ lập tức nhảy ra nhưng khi bỏ vào nước lạnh rồi từ từ đun lên thì nó sẽ ở yên đó mà từ từ chết còn có ngụ ý mà lười quá nên khỏi ghi vào nhé. Vào tháng thứ ba năm tầm ngốc ở mặt nhiễm đường, đám cổ người được cho ăn ngon uống tốt rốt cuộc cũng có dịp phát huy công dụng. Hôm nay là đại hội khảo giáo, ngày mà quốc sư kiểm tra trình độ 18 đệ tử của hắn. Quốc sư cho 18 vị đệ tử rồng trả 3 năm để luyện chế 3 loại cổ độc và học thuật hô mưa gọi gió. Mà hôm nay, chính là lúc nghiệm thu thành quả. Mỗi đệ tử dẫn theo cổ người của mình đứng ở giữa sân theo thứ tự, trước mặt họ dựng một cái bàn nhỏ trên bàn đặt ba chung cổ độc bằng đồng nằm ngang nhau nam tầm đứng đằng sau cách cung mặt nhiễm hơn ba bước vốn nàng còn muốn len lén đến gần một chút nhưng nàng vừa mới nhích được non nửa bước thì vị bạch y mỹ nam nào đó ở phía trước đã quay đầu nhìn lướt qua nam tầm lập tức bất động biến thân thành cọc gỗ cung mặt nhiễm nhìn một đám đệ tử ở giữa sân hơi nâng tay lên ra hiệu nhàn nhạt nói thí cổ đi cung đại gật đầu đứng dậy cao giọng tuyên bố thí cổ bắt đầu. Loại thứ nhất, hút cổ. Các vị đệ tử nghe vậy, đồng loạt lấy ra một con cổ trùng màu da lớn bằng ngón tay út từ trong chung cổ thứ nhất. Cung mặt nhiễm liếc mắt nhìn qua, nhàn nhạt nói, tỷ lệ không tệ, cung đại và cung lục là tốt nhất. Trong mắt cung đại và cung lục xẹt qua vẻ kiêu ngạo, cung đại tiếp tục cao giọng hô, loại cổ, loại, trồng, cấy. Loại cổ tức cấy cổ vào trong người, chúng đệ tử nghe vậy, lập tức thả con trùng nhỏ màu da vào giữa cánh tay của cổ người. Nam tầm tận mắt chứng kiến cảnh 18 người thí cổ thân cường thể tráng bị hút cổ bò vào, chỉ trong thời gian chưa đến một chén trà mà cánh tay họ đã xẹp xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, biến thành da bọc xương, mà trên cánh tay bọn họ còn phồng lên một bao thịt. Bao thịt kia di chuyển nhanh chóng trên cánh tay, nếu không phải bị người cấy cổ hạ cấm chế, chỉ sợ là nó hận không thể hút sạch cả người ký chủ. Tiểu bác bật khóc trưng rứt, thật hung tàn vì sao trên đời này lại có thứ như cổ độc chứ vừa dã man vừa ghê tởm nam tầm ngươi nói đúng xà bảo bảo đáng yêu hơn cái thứ này nhiều nam tầm cười khẽ trong lòng ta phát hiện rồi nha tiểu bác ngươi sợ sâu tiểu bác những người thí cổ không một ai là không đau đến thét chói tai liên tục có người còn đập mạnh cánh tay của mình xuống đất như muốn đập nát nó mới loại thứ nhất mà đã có người đau đến chết nam tầm quay qua ngó đúng là cổ người của cung thập thất phế vật mới đau một chút như vậy mà cũng không chịu được cung thập thất bực bội không thôi hung hăng đạp mấy cái lên thi thể kia sau đó lập tức chọn một người từ trong đám dự phòng thực não cổ và phệ tâm cổ tiếp theo càng đáng sợ hơn thực não cổ chuyên hút tủy não của người lúc nó mới chui vào ký chủ sẽ không đau nhiều nhưng khi nó trường tới trường lui trong đầu óc thì có thể đau đến lăn lộn quằn quại phệ tâm cổ càng không cần phải nói trực tiếp cắn nuốt trái tim của ngươi. Tuy rằng một miếng cắn của nó rất nhỏ, nhưng chỉ bị kim đâm một chút thôi đã không chịu được, chớ nói chi là một con trùng nhỏ ở đó cắn từng ngùng. Nam tầm không khỏi vỗ về trái tim nhỏ của mình, nàng cảm thấy bản thân cần phải ăn tim heo tim gà gì đó để bồi bổ. Dù đã dùng viên thuốc bổ đa năng của tiểu bác mà đến bây giờ trái tim nhỏ của nàng vẫn còn hơi ngâm ngẫm đau. Hiện trường quá mức thảm thiết, thực não cổ và phệ tâm cổ vừa thả ra, những người thí cổ đều đau đến lăn lộn đầy đất. Thậm chí còn có người đập đầu xuống đất kêu cha gọi mẹ, qua đợt thí cổ, tổng cộng đã chết 10 người, tử trạng hết sức đáng sợ. Trên mặt đất loang lổ vết máu những người thí cổ vừa đập ra, còn có cổ trùng trực tiếp chết bên trong cơ thể ký chủ, khiến cho thi thể còn mới đã tản ra mùi tanh tử nồng đậm. Nam tầm cảm thấy mình mà còn nhìn nữa thì buổi tối có khả năng sẽ chẳng được ngủ yên. Đây tuyệt đối là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim kinh dị cung mặt nhiễm hơi hơi gật đầu tựa hồ thực vừa lòng thí cổ kết thúc đệ tử lần lượt cất đi ba cái chung cổ trên bàn nhỏ đổi thành đạo cụ khác một cái lô đỉnh một thanh trường kiếm và mấy tờ giấy vàng lô đỉnh và ba chân dùng để luyện đan nam tầm ngẩn ra đây là muốn sử dụng vu thuật vì bạch y mỹ nam phía trước đột nhiên mở miệng thuật hô mưa gọi gió là vu thuật tối cao của mặt nhiễm đường bổn tòa sẽ làm cho các ngươi xem một lần cuối cùng về sau học được đến trình độ nào dựa cả vào thiên phú của các ngươi dứt lời cung mặt nhiễm đi tới cái bàn nhỏ trước mặt cung đại nam tầm cho rằng không có chuyện gì liên quan đến mình nào ngờ vị tiên hàng nhái kia bỗng quay đầu lại vẫy vẫy tay với nàng như gọi cúng nha đầu ngươi lại đây nam tầm a một tiếng mới chạy chậm qua đó chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn đại nhân đang khát nước ạ à. ta đi pha cho ngài một ly trà nha cung mặt nhiễm nhìn dáng vẻ chân chó này của nàng đôi mắt tĩnh mịch không gần sống vậy mà hơi co giật, nha đầu, ngươi tới gần đây thêm chút nữa. Nam tầm thấp thỏm nhích vài bước đến trước mặt hắn, dừng lại ở khoảng cách chỉ cần duỗi tay ra là có thể bóp gãy cổ nàng. Làm sao bây giờ tiểu bác, ta có linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra, ây da không có chuyện đó đâu. Yên tâm, da ở đây mà, chờ nam tầm đi tới. Cung mặt nhiễm đột nhiên túng tay nàng kéo đến trước bàn nhỏ, sau đó hắn đứng ở phía sau cách nàng không quá nửa tất, tay trái đặt trên mép bàn người thoáng nghiêng về phía trước bao lấy cả người nam tầm vào trong ngực tiếp theo hắn nâng tay phải lên duỗi đến cầm tay phải nam tầm chúng đệ tử lập tức trừng to hai mắt trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài nam tầm cũng không khác là bao đờ mờ thật gần nàng biết trên người hắn có huân hương gỗ đàn nhàn nhạt lại không nghĩ đến ở khoảng gần mùi hương này gần như tràn ngập khoang mũi khiến cho nàng có chút mê mẩn á à cảm giác đau nhói bất ngờ ập tới khiến nam tầm bỗng hoang hồn. Tất cả bong bóng màu hương vừa nổi lên trong lòng tức khắc tan vỡ bụt 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 bụt, tên khốn này lại dám dùng mũi kiếm cứu ngón tay nàng, sau đó nắm đầu ngón tay nàng vẽ bùa lên tờ giấy màu vàng kia. Nam tầm, tiểu bác chữ một tiếng đờ mờ, da vừa rồi không cẩn thận đã suy nghĩ nhiều. Ta nói mà, sao hắn có thể thân mật với ngươi trước mặt mọi người như thế chứ? Nam tầm không có mặt mũi nói, thật ra khi nãy chính nàng cũng nghĩ nhiều cung mặt nhiễm mượn tay nàng vẽ hết ba lá bùa, máu trên một ngón không đủ, hắn liền không chút khách khí cứa thêm một ngón tay khác. Nam tầm, khốn khiếp, cung mặt nhiễm dùng nam tầm xong liền vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, mặt không đổi sắc nói, xong rồi, qua bên kia đứng đi. Nam tầm, nam tầm ông cái cây đại thụ bên cạnh, vô cùng ai oán dùng bàn tay còn lành lặng cào cào vỏ cây. Nam tầm không biết chính là, tuy chỉ là một cái đụng chạm nho nhỏ vừa rồi cũng đã đủ làm đệ tử mặt nhiễm đường suýt đuôi mù con mắt quốc sư đại nhân không thích có người đụng vào hắn đây là chuyện toàn bộ mặt nhiễm đường thậm chí người trong cung cũng đều biết thế nhưng vừa nãy đại nhân lại ông nữ nhân này còn nắm tay nàng mặc dù đó là vì mượn máu của nữ nhân này vẽ bùa nhưng vẫn là đụng chạm nha a a a nhiều người đứng ở đây như vậy cung đại còn đứng gần như thế vì sao đại nhân không dùng máu của cung đại chứ có điều rất nhanh chúng đệ tử đã phải tập trung tinh thần vì thấy đại nhân sắp bắt đầu bày trận thi pháp. Trên bàn bày ba lá bùa mới ra lò, lá thứ nhất, bùa chiêu phong vân, lá thứ hai, bùa chiêu sấm sét, lá thứ ba, bùa chiêu mưa. Cung mặt nhiễm cắm một nén nhang ở đỉnh lò, tay phải chấp kiếm đi tới trước mặt nam tầm. Nam tầm, hắn cầm trường kiếm trong tay vẽ một trận pháp dưới chân nạn. Đợi khi nam tầm thấy rõ trận pháp thì lập tức cả kinh. Tụ linh trận, đại bốt thế nhưng biết dùng tụ linh trận nam tầm cục mắt che giấu vẻ kinh ngạc dưới đáy lòng vẽ xong trận pháp cung mặt nhiễm bỗng nhiên dùng kiếm nhất tấm bùa thứ nhất đặt trên đỉnh lò bùa chú không lửa cũng tự cháy rất nhanh đã cháy thành tro tàn phong vân tới nam tử hô một cách hờ hững trường kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời ngay sau đó xung quanh nam tầm liền có trận gió ma quái thổi tới khiến đầu tóc nàng bay lung tung rối loạn nam tầm ngẩng mặt thấy phía trên đầu mình là một đám mây đen nhưng trên đầu người khác không có cung mặt nhiễm lại đốt tấm bùa thứ hai miệng nói lôi điện khởi đám mây đen trên đầu nam tầm bắt đầu phát ra tiếng đùng đùng từng tia chớp xẹt qua chiếu khuôn mặt kiều diễm của nam tầm đỏ bừng khi sáng khi tối rắc rắc một đạo sấm chớp đánh tới vừa vặn bổ cây đại thụ nam tầm đang ôm thành hai nửa nam tầm sợ tới mức nhảy bật lên tại chỗ thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi trận pháp ngoan đừng di chuyển cung mặt nhiễm nhìn nàng nói ánh mắt nhàn nhạt, lại mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép kháng cự. Nam tầm muốn nhào lên cắn chết hắn, ngươi bảo ta bất động ta liền phải bất động sao? Dù gì bị lôi điện đánh trúng cũng không phải ngươi. Nam tầm suy nghĩ một hồi lại thật sự không nhúc nhích nữa, chờ đến khi cung mặt nhiễm hoàn thành bước cuối cùng là mưa đến, khóe miệng nam tầm khẽ cong lên, đột nhiên nghiêng người ra túng chặt tay nam nhân, thừa dịp hắn còn ngay người mà kéo hắn vào trận pháp. Một giây ngay sau đó, khoảng trời nhỏ trên đầu nam tầm dáng mưa xuống tầm tả thật đúng là mưa to tầm tả chỉ trong chớp mắt đã xối nam nhân trong trận ướt như chuột lột mái tóc dài đen nhánh của cung mặt nhiễm nhỏ nước tí tách dáng trên lưng hắn một thân áo gấm màu trắng cũng biến thành nửa trong suốt nam tầm đã sớm có chuẩn bị ở lúc mưa to vừa trút xuống nàng liền chui vào ngực cung mặt nhiễm còn không quên kéo vạt áo ngoài đang mở ra của hắn trùm lên đầu mình một loạt động tác này nhanh như chớp dọa cả đám đệ tử ngay người. Cung mặt nhiễm vẫn mang vẻ mặt vô cảm, nhưng trong đôi mắt ám trầm như chết lại tựa hồ xẹt qua vẻ mịt mờ. Không sai, quốc sư đại nhân đang choáng ván. Nếu không phải hắn chủ động, trên thế gian này khẳng định không tồn tại người dám chạm vào hắn. Nam tầm chạm vào người hắn thì thôi, đằng này nàng còn dám đem đường đường quốc sư đại nhân ra thay nàng chán mưa. Thực sự là, chán sống, cung mặt nhiễm hơi rũ mắt, tầm mắt dừng trên cái đầu nhỏ tròn tròn trong ngực mình nàng bọc bản thân lại kín mít, nhưng là dùng ngoại bào của hắn. Qua một hồi lâu, cung mặt nhiễm duỗi tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ trong ngực, môi mỏng khẽ động, nhàn nhạt nói, ra đi, hết mưa rồi. Nam tầm nghe vậy mới ngẩng đầu lên, cười hì hì với hắn, cảm ơn đại nhân đã che mưa cho ta. Đại nhân thật tốt, cung mặt nhiễm, chúng đệ tử hoàng hồn, cung đại giận tím mặt, làm càng. Đồ ti nữ ti tiện này, sao ngươi dám cả gan mạo phạm đại nhân như thế? giết ả. Nam tầm biểu môi, lặng lẽ trốn sau lưng cung mặt nhiễm, hai tay nhỏ còn khẽ len lén nắm vạt áo bên hông hắn. Ngay khi chúng đệ tử đang muốn xông lên thảo phạt, cung mặt nhiễm lại đột nhiên liếc qua họ, lạnh lùng nói, bổn tọa không ngại. Lúc nói chuyện còn đưa mắt nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang làm động tác mờ ám sau lưng hắn. Cung đại đi theo hắn lâu nhất lập tức hiểu ý, nỗi khiếp sợ trong lòng càng không ngừng dâng lên. Lời này của đại nhân rõ ràng đang gián tiếp bảo vệ nữ nhân này, ngài đang bảo vệ một kẻ thí cổ đê tiện nhiều năm như vậy hắn có từng thấy qua ngài bảo hộ người nào nữ nhân này ngoài một khuôn mặt mỹ diễm câu nhân thì còn điểm nào đáng để đại nhân coi trọng bọn họ đã sống ngần ấy năm tháng có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nào mà chưa gặp qua vì sao nữ nhân này lại khác biệt cung đại yên lặng che giấu khiếp sợ trong lòng cung kính không người với cung mặt nhiễm đại nhân quần áo ngài đã ướt hết cả rồi có cần hồi điện đổi bộ mới không ạ à? cung mặt nhiễm thoáng gật đầu các ngươi ôn lại thuộc hô mưa gọi gió trước đi, lát bổn tọa sẽ tới kiểm tra. Nói xong lời này cung mặt nhiễm liền chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ tới tiểu nha đầu to gan lớn mật vừa rồi bất ngờ nói một câu, đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết loại vu thuật nào trực tiếp hong khô quần áo sao? Ta còn cho rằng đại nhân không gì không làm được cơ đấy, giọng nói kia là thật sự tò mò, còn mang theo một tiên ngầm thất vọng, chúng đệ tử, nha đầu chết tiệt này rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không? sao nàng ta dám nghi ngờ năng lực của quốc sư đại nhân? Cung mặt nhiễm bỗng dừng bước, cung đại thế nhưng lại có thể nhìn ra được dấu vết trạng nước trên khuôn mặt quanh năm không có biểu cảm gì kia. Trán cung thập thất đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn thật vất vả mới tìm được một người thú vị, nhưng không nghĩ là nàng sẽ phải chết sớm như vậy nha. Nha đầu này sao lại ngu xuẩn thế cơ chứ? Nhưng ngay sau đó, 18 vị đệ tử tức khắc trận trừng mắt, quốc sư đại nhân của bọn họ khẽ mấp máy môi mỏng niệm gì đó, tay phải vẽ ra trận pháp phức tạp giữa không khí. Chỉ trong nháy mắt, trường bào màu trắng đang dán trên người hắn liền không gió tự khô. Trời ạ, à, hôm nay bọn họ thế nhưng nhờ một tiểu nha đầu mà lại lần nữa được may mắn chứng kiến vu pháp thần bí khó lường quốc sư đại nhân chưa bao giờ thi triển. Nhất thời, chúng đệ tử vừa mừng vừa sợ, thật không biết nên trách tội nha đầu kia hay là nên cảm tạ nàng. Sau đó nha đầu không biết sống chết kia còn nhìn chầm chầm quốc sư đại nhân của bọn họ với vẻ mặt chờ mong, đại nhân ngài không thuận tiện giúp ta hông khô quần áo sao? Vừa rồi sau lưng ta có bị dính ít mưa, chúng đệ tử, cung mặt nhiễm nhàn nhạt quét mắt qua nam tầm, không đáp lại. Nam tầm biểu môi tỏ vẻ đáng thương, đại nhân, ta chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi, còn là độ cũ cung thập thất đã mặc trách nữa. Ngoài nó ra, ta chẳng còn gì để mặc cả, cung thập thất nghe được lời này liền nổi giận đùng đùng, nhà đầu thúi, cái giọng điệu ghét bỏ này của ngươi là sao hả? nếu không nhờ ta thì ngươi có quần áo để mặc không? Nam tầm cãi lại, chẳng qua là do ngươi chê ta thúi thôi. Cung mặt nhiễm nhìn hai người đang đấu võ mồm, ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhìn về phía cung đại phân phó, ngày mai ngươi đi cẩm trang mua cho nha đầu này vài bộ váy. Cẩm trang, cửa hàng gấm vóc. Nam tầm vừa nghe lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, nhanh nhẩu nói, cảm ơn đại nhân. Đại nhân, ta cũng muốn mặc đồ trắng. Cung mặt nhiễm hơi mím môi, lại nhàn nhạt đính thêm một câu, mua váy tơ lụa trắng. Cung đại đờ đẫn trả lời, vâng. Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ, đại hội khảo giáo lại tiếp tục. 18 vị đệ tử đồng loạt lấy máu của mình vẽ bùa, đốt hương, vẽ tụ linh trận, tiếp đó là kêu mây, gọi sắm. Tụ linh trận của bọn họ được vẽ trên chỗ đất trống nhỏ cạnh bàn, độ lớn tất nhiên là không thể so với quốc sư đại nhân được. Chờ thực hiện xong các bước, cung đại và mấy người đệ tử có tư chất không tồi triệu hoán ra mưa vừa, mà bộ phận còn lại chỉ gọi ra được mưa nhỏ nam tầm nhìn thấy cung thập thất gọi ra mưa phùn thì không chút lưu tình mà cười nhạo hắn làm cho cung thập thất tức đến dậm chân tại chỗ thấy cung mặt nhiễm đi tới cung thập thất tức khắc kinh hãi cuối thấp đầu thực xin lỗi đại nhân đệ tử khiến ngài mất mặt cung mặt nhiễm bình đạm nói không sao ngươi đến mặt nhiễm đường trễ dĩ nhiên là so không được các sư huynh của ngươi nam tầm lập tức phá đám ây gia đại nhân ngài đừng an ủi thập thất ngài xem thập bát kìa, còn gọi được mưa lớn hơn cả hắn đấy. Cung thập thất, cung thập thất hận chết Lý Vân Đoá, trong lòng hung hăng đâm hình nhân nàng. Khảo giáo kết thúc, cung mặt nhiễm sờ sờ đầu tiểu nha đầu rồi mang theo nàng chạy lấy người, để lại một đám đệ tử mặt đối mặt nhìn nhau. Ngày hôm sau Nam Tầm đã có mấy bộ đồ mới tuyệt đẹp. Nàng nhìn chầm chầm ngắm nghía váy áo hơn nửa ngày, trong lòng chấn kinh hồi lâu. Đờ mờ, chất liệu mấy bộ này thật tốt quá, độ tinh tế khi chế tác chỉ kém chút nữa là đuổi kịp một thân trường bào trắng trang bức của quốc sư đại bốt rồi. Nam tầm gấp không chờ nổi mà thay bộ váy trắng, sau đó vấn mái tóc dài của mình thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, chỗ cuốn không được liền thả lên vai. Tiểu bác nhìn không được cảm thán, chật, đẹp nha. Lát nữa ra ngoài tuyệt đối lóe mù mắt đám nam nhân kia. Có điều, ngươi không đổi một kiểu tóc thoát tục hơn được à? Nam tầm nói, nhưng ta chỉ biết mỗi kiểu này thôi ngừng chút, còn vô cùng tự hào bổ sung, không phải tiểu thư ở cổ đại đều có nha hoàng hầu hạ chải đầu sao? So ra thì các nàng còn kém ta đó, tiểu bác, ngươi đẹp, ngươi nói gì cũng đúng hết, đêm đó, nam tầm tâm trạng tốt lại làm bánh hoa hòe mà quốc sư đại bốt thích nhất. Sau khi cung mặt nhiễm ăn một miếng thì đột nhiên vẫy tay gọi nàng, nha đầu, lại đây. Nam tầm tung tăng nhảy đến trước mặt hắn, mỉm cười hỏi, đại nhân, sao vậy ạ? À? Khóe miệng cung mặt nhiễm hơi cong một chút, động tác ưu nhã mà lấy từ chung cổ bạc một con cổ trùng, nha đầu, hôm nay phải thí cổ. Khuôn mặt nhỏ của nam tầm trong một giây trở nên cứng ngắc, đơ mờ. Giả, đều là giả, ban ngày ôn nhu đều là giả. Chỉ trong nháy mắt, phệ tâm cổ đã được đưa vào người nam tầm, đau đến độ nàng kém chút nữa lăn lộn quàng quại ra đất. Nhưng nàng cắn răng nhìn xuống, ngón tay giữ lấy bàn tay của cung mặt nhiễm, xoan mũi phát ra tiếng khóc ẩn nhẫn, đại nhân, ta đau, đau quá cung mặt nhiễm vẻ mặt đạm mạc nhìn nàng bỗng nhẹ nhàng nâng bàn tay lớn để lên đầu nàng xoa xoa sau đó ấn ấn vài huyệt vị cảm giác đau đớn của nam tầm tức khắc giảm hơn phân nửa chờ đến khi thí cổ kết thúc cung mặt nhiễm sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng không sao đã xong rồi không sao cái quỷ ấy mấy ngày kế tiếp nam tầm đều phải chịu đựng loại thống khổ do bị phệ tâm cổ cắn nuốt trái tim nhưng nàng đau thì cũng không thể để cho cung mặt nhiễm yên ổn nàng cắn cánh tay đối phương đến đầy dấu răng cực kỳ sâu thậm chí còn sâu đến chảy máu cung mặt nhiễm lạnh nhạt nhìn toàn bộ quá trình cho dù nàng có cắn thế nào thì vẻ mặt của hắn cũng không hề biến sắc vào lúc nam tầm đau đến mơ mơ màng màng nàng ôm đùi hắn khóc nghẹn ngào đại nhân thật ra ta ái mộ ngài đã lâu rồi từ ba năm trước thấy ngài lần đầu tiên ta vẫn luôn nhớ mãi không quên nhất định là ngài không nhớ được ta ngày đó ta trốn trong đám người rình coi ngài kết quả còn bị ngài phát hiện mắt cung mặt nhiễm hơi rũ xuống nhìn nữ tử đau đến ứa đầy mồ hôi lạnh bên chân mình cánh tay hắn bỗng duỗi ra vỗ về tấm lưng khẽ run rẩy của nàng một hồi lại một hồi chất giọng lãnh đạm của hắn cũng pha lẫn một tia ôn nhu khó thể phát hiện bổn tọa đương nhiên nhớ rõ ngươi ánh mắt ngươi nhìn bổn tọa rất là nóng rực thấy một lần là sẽ không quên được trong vẻ hừng hực còn có thứ gì đó thực kiên định thực thuần túy đó mới là nguyên nhân chân chính hấp dẫn hắn nhìn nàng thêm vài lần Nam tầm tự hồ còn đang đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, căn bản là không nghe được những gì hắn nói. Nàng có chút khổ sở cò mặt lên đùi hắn, nhỏ giọng hư hừ, hừ. ngài cho rằng vì sao ta lại phải tranh giành cái vị trí của người rẻ trách này. Còn không phải là vì tiếp cận ngài sao, chỉ cần có thể đến gần ngài thêm một chút là ta đã rất thỏa mãn. Cho dù một lúc nào đó ta chịu không nổi thí cổ nữa mà chết, thì ta cũng tuyệt sẽ không hối hận với quyết định ban đầu. Động tác vuốt lưng nàng của cung mặt nhiễm hơi ngừng lại, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần, nhà đầu, bổn tọa sẽ không để ngươi chết. Dừng lại một chút, hắn lại bỏ thêm một câu làm nam tầm đang trong cơn mơ hồ cũng muốn nhào lên cắn chết hắn, ngươi chết rồi, bổn tọa sẽ không tìm được người thí cổ hợp ý hơn thế này nữa. Nam tầm đương nhiên là không thật sự mơ màng. Tiểu bác đã che cho nàng 90% đau đớn, cho dù có khó chịu thế nào đi nữa thì cũng không đến mức đau đến ngất xỉu đi được hơn nữa không biết có phải vì nàng đã chịu đựng quá nhiều lần phệ tâm cổ rồi hay không mà nàng cảm giác thần kinh đau như dần chết lặng mỗi lần sau không đau bằng lần trước ngay lúc nam tầm tức đến muốn nhảy dựng lên cung mặt nhiễm lại đột nhiên nói ngươi chết rồi bổn tọa cũng không còn ăn được bánh hoa hòe do ngươi làm nữa nam tầm nghe được câu này trong lòng thoải mái hơn rất nhiều yên tâm mà ông đùi hắn hôn mê bất tỉnh trong lúc ngủ mơ nam tầm nghe được thoang thoáng tiểu bác vui mừng nói thân ái vừa rồi ngươi nói một đống lời tri kỷ, lại còn liều mạng ông chặt đùi đại bốt không buông, kết quả là thật sự có hiệu quả nha. Giá trị ác niệm của đại bốt đã giảm được 5 điểm rồi, mua ha ha. Khóe miệng nam tầm khẽ công, đêm nay sẽ là một giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, nam tầm tỉnh lại trên cái trường kỷ mà cung mặt nhiễm thích nhất. Cung mặt nhiễm đã đi rồi, đoán chừng là đi gặp quốc quân, đại điện lớn như vậy chỉ còn lại một mình nàng. Trên trường kỷ dường như còn quanh quẩn mùi gỗ đàn trên người người nọ, nam tầm nghiêng người duỗi đùi ra tự như muốn ông lấy cả trường kỹ vào lòng mình sau đó nàng ngửi ngửi khắp nơi hít vào một hơi thật sâu tiểu bác ngươi đang ngửi gì đó nam tầm không hề biết xấu hổ nói mùi thơm cơ thể của quốc sư đại bốt chứ còn gì nữa tiểu bác tiểu biến thái nam tầm hừ hừ đã tiếp xúc nhiều đại bốt vậy rồi mà ta còn thế này là vẫn bình thường chán tiểu bác trở lại chuyện chính đêm qua ngươi diễn trước mặt đại bốt rất khá giá trị ác niệm của đại bốt giảm 5 điểm, hiện tại là 94. Do thấy hôm qua lúc gia thông báo cho ngươi thì ngươi đã ngủ như chết rồi, cho nên gia lại nói cho ngươi lần nữa. Đôi mắt đẹp của nam tầm hơi công, ai nói với ngươi đó là ta diễn. Hơn nữa đều là thật nha, tiểu bác lại đờ mờ một tiếng, không phải chứ, ngươi cứ gặp người nào là yêu luôn người đó có ổn không đấy. Thế giới trước còn thề non hẹn biển với A mãn cơ mà, ngươi quên rồi à mấy thế giới trước nữa thì tiểu bác không xác định, nhưng thế giới vừa rồi lại không giống vậy. Nó nhìn ra được nam tầm đã động lòng, về phần đã động bao nhiêu tình cảm thì nam tầm giấu quá sâu, nó nhìn không thấu, thế giới trước còn dính nhâm nhớp với A mãn thế giới này đã lập tức di tình biệt luyến rồi hả? Hừ, như vậy cũng tốt. Nó sẽ không phải lo nam tầm lúng vào đó quá sâu, bởi vì nàng là một đại củ cải hoa tâm. Về phần đến cùng nam tầm có phải hoa tâm đại củ cải hay không Đại khái chỉ có chính nàng rõ nhất, mỗi lần quốc sư đại nhân ra vào hoàng cung đều sẽ mang theo cung đại tư lịch cao nhất cùng với cung lục thiên phú tốt nhất bên người. Nhưng hiện tại không thấy hai người này đâu, mà lại đổi thành một nữ nhân. Đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc một thân váy dài màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được vấn thành búi tóc đơn giản. Thời điểm đứng chung một chỗ với quốc sư đại nhân, hai người giống như đôi tiên đồng ngọc nữ bước ra từ trong tranh, cực kỳ đẹp mắt sau khi nam tầm thay quần áo cả đám đệ tử mặc nhiễm đường đều tỏ ra cực kỳ khiếp sợ quả đúng là người đẹp vì lụa tuy rằng chúng đệ tử đều đã biết cổ người ti tiện tên lý vân đoá này rất đẹp nhưng không thể ngờ được khi nàng mặc lên một thân váy trắng lại như nhiễm chút tiên khí biến thành một người hoàn toàn khác không tiểu bác vô cùng thấu hiểu nam tầm thật ra rất muốn nói nàng chỉ là đang làm màu mà thôi mặc vào váy áo màu trắng nam tầm liền bắt đầu diễn trong vô thức dùng lời nàng nói thì màu trắng là biểu tượng cho sự thuần khiết tuyệt đối mỗi cái giơ tay nhất chân mỗi nụ cười đều phải tương xứng với cái màu sắc trang bức này mới được nếu không đó chính là đạp hư nó đối với lý lẽ làm màu của nam tầm như thế tiểu bác tỏ vẻ nghe một chút coi như trò cười là được rồi ha ha người không biết rõ cảm thấy rất tò mò với thân phận của bạch y mỹ nữ này bọn họ vẫn luôn cho rằng quốc sư đại nhân là tiên nhi là thần chi cao không thể với cung đại và cung lục trước kia đứng bên người hắn chỉ như hai thị đồng thế nhưng nữ nhân này lại không giống bọn họ đứng chung một chỗ đờ mờ đó quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ quá mãn nhãn nam tầm đối với chuyện này cũng rất kinh ngạc nàng đi bên cạnh cung mặt nhiễm chỉ cách hắn một bước về phía sau vốn là kém ba bước thế nhưng lúc nàng len lén đi về phía trước hai bước cung mặt nhiễm cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái nhưng vẫn chưa nói gì thế nên lá gan của nàng lập tức phồng to lên đại nhân, sao ngài phải mang theo ta? Nam tầm tò mò hỏi. Nàng đảo mắt, không đợi đối phương trả lời đã a à một tiếng đầy ý vị thâm trường, ta biết rồi, có phải là liên quan đến vị diêu công chúa vừa rồi hay không? Đại nhân đây là muốn để ta trắng hoa đào cho ngài, cung mặt nhiễm nhàn nhạt nói, chớ nói bậy. Nam tầm cười khanh khách, ta mới không nói bậy đâu. Vừa rồi trên đường đụng phải vị diêu công chúa kia, nàng nhìn thấy ngài rồi thì đôi mắt đều dính chặt trên người ngài không rời ra được trên mặt còn rõ ràng viết ba chữ ta thích chàng cung mặt nhiễm búng lên trán nàng nhắc nhở một câu nàng ta kém bổn tọa mấy cái bối phận đối với vài động tác nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện như là đang cưng chiều đang đùa yêu nạn của đại bốt nam tầm đã tập mãi thành quen nếu không phải có tiểu bác thường xuyên báo cáo tiến độ công lược thì nàng cũng không biết rằng được che giấu dưới những biểu hiện giả dối này vẫn là một trái tim lạnh lẽo cứng rắn như đá đại nhân không biết rằng mình chính là thần tiên trong lòng biết bao nữ tử khuê các ở Nam Vân Quốc sao? Thần là gì? Tất nhiên là sự tồn tại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể dâm loạn đùa bỡn. Nữ tử tầm thường sẽ không dám sinh ý niệm gì đó với ngài. Nhưng vị diêu công chúa vừa rồi lại thật là một người đặc biệt, không chỉ có thích ngài, mà còn viết rõ chuyện này lên trên mặt. Nam tầm nói, ánh mắt hơi ảm đạm, tự hồ có chút hâm mộ thân phận của nàng ta phản ứng của nàng bị cung mặt nhiễm thu hết vào đáy mắt, đối phương nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, ngươi là người của bổn tọa, thân phận không hề kém hơn diêu công chúa kia. Nam tầm A một tiếng, cảm ơn đại nhân đã an ủi ta như vậy. Nhưng vị trí của bản thân ở đâu, ta hiểu rất rõ, cung mặt nhiễm nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm gì cả, giữa hai người lại không một lời, nam tầm an tĩnh đi bên người hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm đôi vành tai sáng ống của nam nhân. Đây đã là lần thứ N nàng nhìn rồi, đôi vành tay kia thực sự là trắng bóc, cái gì cũng không có, như bạch ngọc vậy. Một cái tay thôi đã có thể mê hoặc tâm trí người khác như thế. Nam tầm khẽ thu lại tầm mắt, bỗng dưng thở dài trong lòng, tiểu bác, ngươi nói xem, chấp niệm là gì? Tiểu bác A à một tiếng, ngươi nói gì? Chấp niệm. Cái quỷ gì vậy? Tự dưng ngươi hỏi cái câu không liên quan này làm cái gì? Nam tầm nói, tiểu bác, ngươi nói xem, một nam nhân có chấp niệm rất sâu với một nữ nhân cái loại vô cùng biến thái vô cùng cố chấp ấy hắn nguyện vì nữ nhân này bôn ba khắp nơi bởi vì nữ nhân kia bị mù mặt hắn thậm chí còn khắc trên người mình dấu vết chỉ thuộc về nàng ấy chỉ vì để nàng có thể liếc mắt một cái là nhận ra được mình rốt cuộc có một ngày hắn có được cả thể xác lẫn tinh thần của nữ nhân đó còn ở cùng nhau mấy năm có thể nói là kết cục viên mãn sau đó bọn họ lại trở về vạch xuất phát hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu Thế nhưng lúc này đây, lạc ấn nam nhân kia để lại cho nữ nhân đột nhiên không còn nữa. Ngươi nói xem, đây là vì sao? Tiểu bác không biết tại sao nam tầm muốn hỏi cái vấn đề quỷ quái này, nhưng nó đang nhạn tới mốc meo, cho nên nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi trả lời, cái này còn cần phải nói sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, đàn ông một khi có được thì sẽ không quý trọng nữa? Thói hư tật xấu của đàn ông chính là như thế, và thấy nhiều rồi cứ cho là tên nam nhân này không phải loại người đó thì hắn cũng đã ở với người mình yêu được mấy năm, có thể nói là kết cục hoàn mỹ, vậy thì còn gì để tiếc nuối nữa? Không có tiếc nuối, chấp niệm tự nhiên cũng sẽ phai nhạt thôi. Nam tầm hơi mím môi, nhàn nhạt nói, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi nói rất có lý. Tiểu bác cười rộ lên, gia chính là thần thú đã sống mấy vạn năm, đã gặp qua rất nhiều chuyện rồi. Giọng nam tầm cao lên, có vẻ như rất kinh ngạc, ai dồ, hóa ra tiểu bác ngươi đã già như vậy rồi tiểu bác cả giận nói nói hưu nói vườn da không già chút nào hư không thú chúng ta không có cái gì gọi là già bởi vì chúng ta là thần thú đồng thọ với thiên địa giống như yêu vương ở thế giới thứ nhất hắn chính là yêu thú thượng cổ cùng thiên địa đồng thọ sau khi trưởng thành yêu lực của hắn sẽ vẫn luôn duy trì ở thời điểm cường thịnh nhất dung mạo cũng sẽ duy trì ở thời kỳ tuấn mỹ nhất căn bản là sẽ không già nam tầm nhàn nhạt ồ một tiếng đưa ra một kết luận chính là tâm già nhưng mặt không già, tiểu bác. Nam tâm đột nhiên ngửa đầu nhìn vần thái dương chói lọi trên bầu trời, chói đến có chút gây mắt. Nàng nheo mắt lại nhìn trong chốc lát, bỗng có một khắc, trong lòng lại sinh ra cảm giác khủng hoảng chưa từng có, tiếc núi không còn, chấp niệm phai nhạt. Vậy về sau thì sao? Chờ đến khi chấp niệm đã biến mất hầu như không còn nữa, người này chẳng phải là sẽ vĩnh viễn biến mất, tiểu nha đầu bên cạnh an tĩnh lâu như vậy, làm cung mặt nhiễm có chút bất ngờ hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua phát hiện tiểu nha đầu đã tụt lại phía sau vài bước đang thẫn thời nhìn lên không trung nha đầu đi đường cẩn thận chớ nhìn đông nhìn tây cung mặt nhiễm thả chậm bước chờ nàng nam tầm bỗng nhiên hoàng hồn nhìn nam nhân sắc mặt thanh lãnh kia khóe miệng chợt khẽ cong chạy chậm qua đại nhân trước kia ta ngây ngốc trong mặt nhiễm đường chưa từng ra ngoài cũng không biết phong cảnh trong hoàng cung lại đẹp như thế ngay cả bầu trời cũng như xanh hơn bên ngoài nữa cung mặt nhiễm khẽ lắc đầu lần này cần gặp mặt hoàng thượng nếu lần sau bổn tòa rảnh rỗi sẽ dẫn ngươi dạo chơi hoàng cung nam tầm nghe xong lập tức lộ ra một gương mặt tươi cười thật xinh đẹp với hắn cảm ơn đại nhân quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên đại nhân không được quên đâu đó lão tử viết nhân chi hữu tính như xa hữu luân quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy lấy mệnh tục mệnh dùng sinh mệnh của kẻ này để kéo dài sinh mệnh của kẻ khác tẩm cung hoàng đế cách mặt nhiễm đường cũng có một quảng. cung mặt nhiễm thân phận cao quý vốn có thể ngồi kiệu liễn trực tiếp đi tới đó nhưng vị quốc sư này dường như luôn cấp đủ thể diện cho hoàng đế rất ít khi ngồi kiệu trên đoạn đường tới tẩm cung hai người bước đi chậm rãi thông thả phần lớn thời gian là nam tầm ở bên thao thao bất tuyệt nhăn quậy gì đó cung mặt nhiễm thi thoảng đáp lại một hai câu nhìn từ xa một nam một nữ lại như đang ghé đầu thì thầm to nhỏ, trông vô cùng thân thiết, nhưng cử chỉ của hai người đều vô tư ưu nhã, dù cho động tác có thân mật thì vẫn là cảnh đẹp vui tai vui mắt. Trong lúc vô tình bắt gặp hết thảy, Diêu công chúa vô thức bấm gãy hàng móng tay mài dũa chỉnh tề của mình, từ thái đoan trang hiền thục đã không còn duy trì được nữa, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đại cung nữ bên cạnh thấy mà kinh hồn bạc vía, lập tức kiến nghị, công chúa, hay là chúng ta đem ả tiện nhân câu dẫn quốc sư này? Diêu công chúa cười lạnh một tiếng, tương lai còn dài, bổn cung vẫn có rất nhiều cơ hội giáo huấn con tiện tỳ phóng đảng này. Tới tẩm cung của lão hoàng đế Nam Vân Quốc, Nam Tầm liền đứng chờ ngoài cửa, không đi theo vào trong. Quốc quân Nam Vân Quốc đã qua tuổi nửa trăm, từ 25 tuổi đăng cơ xưng đế thì trong suốt hơn 20 năm lão tại vị, Nam Vân Quốc đều mưa thuận gió hòa quốc Thái Dân An. Lão là một minh quân, nhưng minh quân cũng có một ngày sợ chết lão quốc quân không cam lòng cứ như vậy đã vào quan tài, lão ta cảm thấy mình vẫn còn muốn sống thêm hai mươi năm nữa. Trong thấy nam tử một thân bạch y như thần tiên tiến vào, lão quốc quân gắn gượng đứng dậy, đại nội tổng quản hầu hạ bên cạnh sợ hết hồn, vội đưa tay ra đỡ. Ái Khanh, cuối cùng Ái Khanh đã đến rồi. Trẫm nhiều ngày không thấy Khanh, trong lòng vẫn luôn hoảng hốt vô cùng. Lại đây, quốc sư mau đến ngồi bên cạnh trẫm lão quốc quân vương cánh tay gầy gục ra muốn kéo người tới bên mình cung mặt nhiễm khẽ cúi đầu hành lễ với lão sau đó tiến lên một bước ngồi xuống mép giường giải thích vài ngày trước thần bận khảo giáo mười tám tên đệ tử cho nên không có thời gian đến thăm hoàng thượng hoàng thượng mấy ngày qua sức khỏe đã khá lên nhiều rồi chứ lão quốc quân đầu tóc hoa râm nắm tay thành quyền che miệng ho khan vài tiếng có chút suy yếu nói quốc sư không ở bên cạnh trẫm sao mà khá lên được cung mặt nhiễm nhàn nhạt trả lời hoàng thượng là chân long thiên tử được trời cao phù hộ long thể sẽ từ từ chuyển biến tốt thôi lão quốc quân nghe vậy thì cười khổ một tiếng thân thể trẫm như thế nào trẫm so với kẻ khác rõ hơn cả quốc sư không cần phải an ủi trẫm nói xong lão nhìn thoáng qua lão thái giám ngươi lui xuống trước đi trẫm có một số việc muốn bàn riêng với quốc sư lão thái giám kia dạ một tiếng hành lễ lui xuống chờ trong điện chỉ còn lại mỗi quốc quân và cung mặt nhiễm quốc quân bất thình lình ra sức bắt chặt lấy tay hắn trong mắt hiện ra ham muốn sống sót hết sức mãnh liệt. Quốc sư, trẫm không muốn chết, trẫm thật sự không muốn chết a, à, trẫm còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Quốc sư khanh nhất định có cách phải không? Trẫm khi còn bé gặp quốc sư, khanh từ khi đó đến giờ vẫn luôn là dáng vẻ này, nhất định khanh biết bí thuật để trường sinh bất lão. Nếu quốc sư chịu giao bí thuật này cho trẫm, trẫm nguyện ý đưa cho khanh một nửa năm vân quốc. Cung mặt nhiễm nhẹ nhàng phất tay một cái, bàn tay của lão quốc quân đang nắm chặt gắt gao liền buông ra con ngươi hắn không gần sống, ánh mắt nhìn về phía lão quốc quân bất chợt thâm trầm đến quỷ dị, hai cánh môi mỏng hồng nhuận bỗng cong lên. Hoàng thượng, ngài thực sự muốn sống thêm mấy năm? Hắn hỏi, lão quốc quân vừa nghe ra hắn đúng là có biện pháp, đôi mắt lão đột nhiên sáng bừng lên, trẫm muốn, cung mặt nhiễm đứng dậy, đi qua đi lại vài bước ưu nhã cạnh mép giường. Suy nghĩ một lát, hắn mới nói, hoàng thượng có biết vì sao thần có thể vẫn luôn duy trì dung mạo lúc trẻ, cũng có thể sống từng ấy năm tháng như vậy không? Tất nhiên là do quốc sư biết được trường sinh và trú nhang chi đạo. Trú nhan, bảo lương nhan sắc, trường sinh, sống lâu, đạo có thể hiểu như con đường, cách thức, cũng không phải là trường sinh hay trú nhang chi đạo gì, mà là lấy mệnh tục mệnh. Lão quốc quân ngẩn ra, lẩm bẩm nói, lấy mệnh tục mệnh. Khi đề cập đến việc này, sắc mặt cung mặt nhiễm băng lạnh khác thường, năm đó khi đại chu quốc nhất thống thiên hạ, toàn bộ gia tộc của thần trên dưới gần ngàn người đều chết oan uổng vốn mệnh bọn họ còn chưa dùng hết thần liền dùng bí pháp chuyển dời phần thọ mệnh ấy lên người mình hai mắt lão quốc quân bỗng trợn lên nếu như mỗi người còn một năm để sống ái khanh lấy thọ mệnh bọn họ dời đến trên người khanh ái khanh chẳng phải là có thể sống ít nhất một ngàn năm đây mới là con số nhỏ nhất nếu là mệnh chưa đến cuối thì kiểu gì cũng còn tầm mười hai mươi năm thọ mệnh a à. hơn một ngàn nhân khẩu tất cả đều dời cho một người quốc sư kia há chẳng phải có trên vạn năm thọ mệnh sao trời ạ à, quốc sư quốc sư khanh giúp giúp trẫm với trẫm không cần quá nhiều chỉ cần giúp trẫm sống lâu thêm mười năm là tốt rồi không năm năm cũng được cung mặt nhiễm khẽ nhếch khóe miệng đôi mắt trước nay chưa từng gợn sống vậy mà lại xẹt qua vẻ trào phúng mấy lời thần vừa nói hoàng thượng có thật sự đã hiểu tục mệnh có thể nhưng chỉ lấy được từ vài người trong số có quan hệ huyết thống với ngài hoàng thượng có thể lấy từ trên người mỗi vị hoàng tử một năm, cũng có thể lấy từ vị nào đó cả 10 năm hay 20 năm. Nhưng thần phải nhắc nhở hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng là chân long thiên tử, mệnh của kẻ khác không tôn quý bằng ngài nên số tuổi đổi được sẽ giảm đi rất nhiều. Tỷ như số mạng bình thường, rất có khả năng phải dùng hết 10 năm thọ mệnh mới có thể dời cho hoàng thượng được một, hai năm. Lão quốc quân ngơ ngẩn, lâm vào trong trạng thái đấu tranh tư tưởng, cung mặt nhiễm làm như không hề để ý mà buông thêm một câu, bọn họ đều là những đứa trẻ được hoàng thượng nuôi dưỡng như con của chính mình nếu biết có thể giúp hoàng thượng tục mệnh đại khái sẽ tranh nhau đi làm thôi nghe được lời này ánh mắt lão quốc quân lập tức trở nên kiên định không sai năm vị hoàng tử đều là lão tận mắt nhìn thấy lớn lên bọn chúng đều rất hiếu thuận nếu biết có thể cứu lão bọn chúng nhất định sẽ tranh nhau để giúp lão tục mệnh lão quốc quân tự ngẫm như vậy tâm trạng tức khắc trở nên yên tâm thoải mái hơn nhiều quốc sư trẫm nghĩ kỹ rồi tất cả hoàng tử của trẫm thân thể đều khỏe mạnh cứ lấy mỗi đứa một năm đi cung mặt nhiễm lắc đầu thần sớm đã xem qua số mạng của mấy vị hoàng tử trên người nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử đều có long khí ngũ hoàng tử long khí dày nhất hoàng thượng nếu không ngại cứ trực tiếp lấy từ trên người ngũ hoàng tử sáu năm như vậy có thể vì hoàng thượng tục mệnh thêm ba năm trên người nhị hoàng tử lấy sáu năm thì hoàng thượng tục mệnh được hai năm nữa còn ba vị hoàng tử khác mỗi người lấy ba năm coi như thể hiện tâm ý, nhưng trên người bọn họ không có chân lông chi khí, thêm chín năm có khả năng cũng chỉ giúp tục mệnh được một năm. Như thế là hoàng thượng sẽ có thể sống thêm sáu năm, lão quốc quân không khỏi nuốt nước miếng, giọng khang khang, lấy đi tận sáu năm thọ mệnh, có phải hơi nhiều quá không? Thần chẳng qua là đưa ra kiến nghị của mình, mọi quyết định đương nhiên là hoàng thượng làm chủ. Cung mặt nhiễm nhàn nhạt nói, lão quốc quân thế nhưng chỉ do dự trong chốc lát, trái tim liền rét lạnh nói, vậy cứ dựa theo lời quốc sư nói mà làm đi. Nam Tâm đứng ở cửa thông qua tiểu bác biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa đại bốt và quốc quân. Nam Tâm có chút khiếp sợ, thuật tục mệnh. Đây chính là đại cấm thuật nghịch thiên sửa mệnh, chẳng lẽ cung mặt nhiễm hắn không sợ bản thân bị cấm thuật phản phệ hay sao? Tiểu bác nói, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao hắn lại sống lâu như thế rồi chứ? Vu thuật gì đó, ngươi hiểu rõ hơn gia nhiều. Nam Tâm nhíu mày, lạnh lùng thốt, ngươi có biết sử dụng loại bí thuật nghịch thiên này cần phải trả giá đại giới gì không? Đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tử tế vẫn còn là nhẹ, đại giới, giá đắt, giọng tiểu bác hơi run run, run giả mang vậy sao? Khó trách, ánh mắt nam tầm chợt thay đổi, khó trách cái gì? Tiểu bác, ở nguyên thế giới kết cục của đại bốt sẽ như thế nào? Tiểu bác có chút đồng tình. Cuối cùng đại bốt sẽ bị khí vận tử vừa thôn tính Nam Vân Quốc giết chết, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Mìa thật lòng rất thê thảm nam tầm đột nhiên siết chặt hai tay ánh mắt trầm xuống tiểu bác vội vàng bổ sung thêm tuy nhiên sau đó vì để an ủi bá tánh nam vân quốc kỳ hành khanh vẫn cho sai người an tán quốc sư đại nhân thật long trọng nam tầm cười lạnh một tiếng đầy mỉa mai người đã chết rồi còn an tán cái khỉ gì tiểu bác nức nở nói ngươi đừng nói mấy lời như vậy thực sự rất dọa người đó nam tầm không nói nữa ánh mắt nàng lạnh lùng âm trầm tiểu bác cũng không biết nàng suy nghĩ điều gì lão quốc quân đau ống trên giường của Nam Vân Quốc bỗng dưng khỏi bệnh, sống lại càng thêm tinh thần phấn chấn. Chuyện này khiến cho đại thần hai bên văn võ cả triều đều vô cùng ngạc nhiên, mấy vị hoàng tử đang tranh đấu gây gắt cũng là như thế. Việc đầu tiên lão quốc quân làm sau khi khôi phục sức khỏe chính là xử lý vài thần tử không biết an phận. Hơn nữa biết được mấy vị hoàng tử đang đấu đá quyết liệt thậm chí còn mong lão sớm chết, một chút ấy nấy lão quốc quân còn sót lại lúc trước cũng hoàn toàn biến mất năm ngày nữa sẽ có sứ thần Tam Quốc tới thăm, vừa đúng ngày Nam Vân Quốc chúng ta tổ chức đại điển tế thiên cầu phúc hàng năm, quốc sư thấy thế nào? Lão quốc quân nhìn về phía bạch y nam tử bên phải mình. Nam tử khép hờ hai mắt ngồi trên một chiếc ghế mà bạc nạm đá quý lót đệm mềm, tự như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mà cũng chỉ có vị quốc sư đại nhân này mới có vinh dự đặc biệt được ngồi xuống trong triều như vậy. Hoàng thường, ngày đại điển tế thiên cầu phúc là ngày lành thần đã tính tốt, không thể tùy ý sửa đổi cung mặt nhiễm nhàn nhạt nói tả tướng lập tức đứng dậy khởi bẩm hoàng thượng tế thiên cầu phúc là đại sự của nam vân quốc thần cho rằng nếu sứ thần tam quốc đến vừa khéo vào ngày này sao không để bọn họ cũng tận mắt chứng kiến thuật pháp thông thiên của quốc sư nam vân quốc ta lấy đó mà chấn nhiếp tam quốc thần tán thành phụ hoàng nhi thần cũng tán thành đại nhân ngài thật sự phải thực hiện buổi lễ trước mặt các sứ thần sao nam tầm có chút lo lắng hỏi cung mặt nhiễm uống trà do nàng bưng tới, hơi hơi gật đầu. Đại nhân, ta lo cho ngài lắm, đến lúc đó hãy dẫn theo ta đi cùng đi. Cung mặt nhiễm cầm hai miếng bánh hoa hòe ăn, sau đó đẩy phần dư lại đến trước mặt nam tầm, ăn. Nam tầm nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn mâm điểm tâm, sau đó thành thạo xử lý toàn bộ, quai hàm hơi phình ra. Ăn xong rồi, nam tầm lại tiếp tục năn nỉ ý ôi, đại nhân, ngài mang ta đi đi mà. Nếu ngài không dẫn ta theo, đến lúc đó ta liền lén đi theo cung mặt nhiễm nhìn nàng đột nhiên duỗi tay đến bên khóe miệng nàng dịu dàng gạt nhẹ mấy mẫu vụn điểm tâm còn sót lại nam tầm đơ ra toàn tập đần độn mà nhìn hắn đôi mắt vốn như nước lặng của cung mặt nhiễm tự hồ hơi dao động đương nhiên sẽ mang ngươi đi bổn tọa đã quen ngươi hầu hạ không có ngươi ở đó thì ai sẽ bưng trà trót nước cho bổn tọa nam tầm vậy thật đúng là tốt quá ha 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 giọng cung mặt nhiễm đột nhiên thay đổi tuy nhiên không phải lấy thân phận này đi theo bổn tọa. Nam tầm chớp chớp mắt nhìn, tự hỏi thâm ý trong lời nói của hắn. Cùng ngay, mặt nhiễm đường liền cử hành đại lễ bái sư một cách sắm rền gió cuốn. sấm rền gió cuốn, mạnh mẽ vang dội, hơi có chút đột ngột, cung mặt nhiễm tự mình nhận nước trà nam tầm dâng lên, nhận nàng làm đệ tử thứ 19, ban danh cung thập cửu ngay trước mặt 18 đệ tử. Chúng đệ tử khiếp sợ không thôi, bởi mỗi một đời quốc quân tại vị đại nhân chỉ thu hai đệ tử, cung thập bác chính là vị đệ tử thứ hai được thu nhận ba năm trước đây. Thế nhưng lúc này đại nhân lại phá tiền lệ, không những thu đệ tử thứ ba, mà còn là một nữ đệ tử xuất thân từ cổ người đi lên. Nam tầm vô cùng cao hứng, bởi vì tiểu bác nói giá trị ác niệm lại giảm 5 điểm. Nàng từ từ xâm nhập sinh hoạt hàng ngày của đại bốt không chút dấu vết, cách làm như vậy quả nhiên có hiệu quả, ít nhất đại bốt đã quen nàng hầu hạ. Mặc nhiễm đường không lưu hành gọi quốc sư là sư phụ, tự hồ cảm thấy làm như thế sẽ mạo phạm cao nhân cho nên nam tầm vẫn gọi cung mặt nhiễm là đại nhân như trước bái sư kết thúc sắc mặt cung đại như bị táo bón hỏi đại nhân nếu nha đầu này nay đã trở thành tân đệ tử của ngài có nên sắp xếp cho nàng vào ở một phòng riêng không ạ à? cung mặt nhiễm nghe vậy khẽ nhíu mày một lát rồi giãn ra không cần bổn tọa đã quen có nha đầu hầu hạ chúng đệ tử lại được một phen kinh sợ trong chốc lát mỗi người đều có tâm tư khác nhau cung thập thất nhìn về phía nam tầm vẻ mặt muốn nói lại thôi. Chờ đến cung mặt nhiễm trời đi, chúng đệ tử cũng giải tán, cung thập thất lập tức nắm chặt nam tầm kéo vào một góc. Này này này, cung thập thất huynh làm gì vậy? Buông tay, cung thập thất buồn bực hất cánh tay mềm mại của nàng, mang theo tia lửa giận mà hỏi, Lý Vân Đoá, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đang ấp ủ tâm tư nào đó không thể để ai biết với đại nhân hay không? Không đợi nam tầm trả lời, hắn liền thấp giọng gầm lên, đừng có mơ mộng hảo huyền đại nhân không thích nữ nhân cũng không có khả năng thích nữ nhân mỗi đệ tử của mặt nhiễm đường đều phải giữ mình trong sạch bởi chỉ có đồng tử chi thân mới có thể luyện chế ra cổ độc hoàng mỹ nhất ta khuyên ngươi tốt hơn hết là hãy chết phần tâm tư này đi đồng tử chi thân xử nam nam tầm nhướng mày nhìn hắn thập thất huynh có phải đang quản hơi nhiều chuyện quá không cho dù ta thực sự có ý đồ đó nhưng ngay cả đại nhân cũng chưa nói gì sao huynh lại phải chạy trước tới nhắc nhở ta làm chi cung thập thất hận rèn sắt không thành thép nói nhà đầu thúi hóa ra ngươi thật sự có loại ý đồ này sở dĩ ta nhắc nhở ngươi cũng chỉ vì không muốn thấy ngươi đến nguyên nhân bản thân chết thế nào cũng không biết khi xưa có người muốn lung lạc đại nhân của chúng ta bằng mỹ nhân kế kết quả ngươi biết mỹ nhân kia ra sao không nàng ta bị đại nhân vô tình mà cấy xuyên tràn cổ thất khiếu đổ máu cả người bốc mùi hôi thối đã chết năm đó nữ nhân kia được xưng là đệ nhất mỹ nhân nam vân quốc đại nhân chúng ta ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng, hận rèn sắt không thành thép, mài sắt không thành kim, về ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Nam tầm khẽ công công khóe miệng, cảm ơn huynh thập thất, thì ra đại nhân là người luôn giữ mình trong sạch như vậy. Nếu không phải huynh nói cho ta chuyện này, ta cũng không biết đại nhân thế mà vẫn là sử nam đâu. Cung thập thất, cung thập thất tức điên, trực tiếp trống lên, nhà đầu thúi, người rốt cuộc có hiểu ý của ta không thế nam tầm coi hắn như anh em tốt mà ông lấy bả vai cười hì hì nói ta biết nhưng chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu nếu có thể thượng quốc sư đại nhân cuộc đời này sống không uổng rồi ngươi 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 cung thập thất trận trừng nói không ra lời nam tầm cười ha ha hai tiếng thập thất ca ca ta đi trước nhé đây là bí mật của hai chúng ta nên huynh đừng nói cho người ngoài nếu các sư huynh khác biết được ta vẫn luôn vọng tưởng đại nhân đoán chừng sẽ cho ta một kiếm kết liễu mất. Cung thập thất nhìn bóng lưng tiểu nha đầu nhẹ nhàng thoải mái rời đi, khuôn mặt tuấn tú đều nhíu hết cả vào. Đúng là nha đầu thúi suy nghĩ viễn vông không màng sống chết. Chính điện, cung mặt nhiễm đang dựa trên trường kỹ đọc sách, thấy nam tầm tiến vào cũng không ngẩng đầu lên nói, nha đầu, bổn tọa sai người làm cho ngươi một chiếc giường đặt ở ngoại điện, Ngày sau ngươi không cần phải nằm đất ngủ nữa. Nam tầm vui vẻ, lập tức nói, cảm ơn đại nhân. Cung mặt nhiễm lại nói, vừa rồi bổn tọa đã bảo phòng bếp làm một ít đồ ăn. Sau này nếu ngươi đói bụng thì cứ trực tiếp phân phó phòng bếp làm cho ngươi, muốn ăn cái gì, ăn nhiều hay ít, đều được cả. Nam Tầm vừa nghe lời này thì mắt đột nhiên mở to, đại nhân, chẳng lẽ ngài đã biết, cung mặt nhiễm khẽ nhướng mày, bổn tọa nên biết cái gì, biết ta thật ra là cái, thùng cơm. Nam Tầm cảm thấy có chút thẹn thùng, hết chương 247, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha